xong rồi sau này mình làm đồ cổ luôn mấy chế ơi. Rồi con voi
con voi có cái dọi, thấy thương quá luôn, có dọi nè, con voi thì phải có cái dọi. Đẹp quá à. Con voi 500 rồi, con bưng này lên thôi. Tối nay mày đơn nhiều lắm luôn. Rồi bữa nay nhà khách đông quá trời luôn, thiệt mấy chị thương, may mắn đắt lắm. Giờ mấy chị em ai cũng thương hết. Giờ này còn quá trời luôn, những anh nam, những chị nữ mua đồ em, ba nói thiệt. Rửa xà bông rửa cho anh sáng bóng đẹp đó nha. Lấy cái khăn nha, ví dụ nè, mấy chị mình mua lót tay nè, mình rửa xà bông rửa cho anh mình còn ướt mấy cái khăn nè. Lấy khăn này cả nhà, chùi đi nè, chùi đi nè. Đó, cho nó bóng chút xíu thôi, chừng phút thôi nó khô xong nó bóng nó đẹp đó nha ha. Rồi. Dạ. Em like hết mấy cái con mặt độc để gặp thật mút. Rồi xong rồi mai sẽ like trang sức cho cả nhà mình xem nha. Rồi con heo. Ồ, con heo mới thấy coi cái mặt nó bóng nè. Cái cò má nhỏ nè, thấy thương không? Đây nè. Con heo, dạ thằng thuốc hết cả nhà nha. Con heo 500. Dạ, biết nhất là con đại bàng. Con đại bàng mấy anh nào sang ngầu thì lấy con đại bàng. Con đại bàng hình quả trái đất tròn cả nhà, hình quả trái đất tròn. Con đại bàng 450. Con đại bàng 450 nè, đại bàng nè. Rất là nhất luôn. Con đại bàng 450. Dạ, máy hello cả nhà nha. Hoàng Nguyễn, mấy chào Hoàng Nguyễn nè. Cái dây trái khế nhỏ 600. Dây trái khế nhỏ 600. Lily Phan, cái mai chờ em. Cái mai khi nào có dòng gửi liền cho em. Ok, khi nào có cái mai gửi liền biết rồi. Có gửi liền em. Của em chắc là mai có đó. Con voi 450. Con voi 450 cả nhà. Con voi gặp tầng thuốc luôn. Con voi này hình quả trái đất tròn thì nằm vậy ngay cả nhà nha. Nó ôm nè. Con voi 450. Cái dây trái khế nhỏ, ok, lấy liền. Rồi, mày lấy liền. Con gà hình trái đất tròn luôn cả nhà. Con gà là cả nhà. Con gà 450. Hello Ngọc Hoa ơi, hello cả nhà. Dạ, con ngựa 600, ok chị Võ Phượng nè. Rồi con heo hình quả trái đất tròn 450. Dạ, thằng thuốc xài được hết cả nhà nha. 450. Cái dây chưa Ly Phan ơi, cái dây chưa nghe em nha. Con rồng hình quả chắc tròn luôn. Đây cả nhà, 450 luôn. Rồi, con rồng 450. Rồi, tiếp nha. Con này là con hổ. Đặng chiếc máy luôn á cả nhà, đặng đặt nha. Con hổ, dễ thương không, đẹp không, cái đuôi nè, đặng đặt hết nha. Tất cả đặng đặt hết, chỉ có cái chỗ để gặp tầm thuốc là một thôi. Con hổ 500. Rồi mai có con chó. Con chó 500. Mấy anh mấy chị xài cả đời luôn, xài mà kêu bằng để làm tổ hồ môn rồi nè. Có nào bể hết cho nghe cả nhà nha. Đặng đặt đồng, không có nào bể hết. Đây, cả nhà ơi, con chó 500. Để xài được, để chân vô tủ để làm đồ cổ luôn. Con cóc thêm tiền. Gạt tầm thuốc cả nhà nha. Đó, con cóc thêm tiền. Có cái đồng tiền luôn. Có là cái ngọc cỏ ngay đây luôn. Con cóc thêm tiền 500. Dạ, con rồng 450 đẹp lắm luôn. Cho con rồng là cho anh Vũ Văn coi nha. Con rồng sang lắm luôn á mấy anh mà. Ngầu sang sang thì chân con rồng. Cái nhà mấy anh để chỗ cái bàn, mấy anh có bạn bè có thích khách rất là sang. Con rồng biết lắm luôn. Giùm em. Rồi, con rồng 450. Con rồng 450. Đây cả nhà. Con rồng 450. Rồi con cóc thêm tiền. Con cóc hỏi vàng không nè cả nhà. Hỏi vàng không nè. Hình quả trái đất tròn nè. Con cóc nha. Đây cả nhà, thêm tiền ha. Con cóc 450. Cóc thêm tiền 450. Con chó 500. Con chó 500. Con công 500 cả nhà nha. Con công 500. Dạ tặng thuốc hết. Rồi con mèo bích kỳ. Mèo bích kỳ 500. Mèo bích kỳ được rồi. Nhiều tặng thuốc lắm cả nhà. Rồi, cái bông mai đang đeo bông túi tiền 300. Bông mai đang đeo bông túi tiền 300. Rồi mai có cái dĩa. Có cái dĩa. Để phụ tất cả. Xài được nha cả nhà nha. Xài được nha. Xài được đựng 6 ly nước. Bộ tách trà VIP luôn. Cả nhà mình coi giùm em. Bộ tách trà. Cái ly xài được nha cả nhà nha. 6 cái ly. Này cả nhà. Vỏ là mấy trái bích
sòng liền nha, không có bán thật vậy đâu, mấy chị yên tâm đi. Rồi 6 cái trà, 6 cái ly chứ, 6 cái ly, 1 cái dĩa, 1 cái dĩa, mấy chị coi em. Một bộ phật tươi, phải kiếm luôn. Đây cả nhà ơi, 1 cái bình, 6 cái ly, 1 cái dĩa, 1 triệu, bộ tách trà dùm em. Rồi, mai lên trang sức mấy chị em mình xem nha, mẫu mới huyết nhiều lắm luôn. Dạ chiếc ghế em nào lấy về chiếc ghế 600 mẹ mình. Mình cái mâm đất này đây cho cô. Đây cả nhà. Dây chiếc ghế 600 em ơi. Em gái ơi, em gái hỏi dây chiếc ghế này em. Cái mai đẹp quá hả? Dạ, cảm ơn mấy chị. Dây chiếc ghế 600. Rồi, dòng mới biết luôn. Dòng mới là tối làm biết nhiêu giờ hết nè. Sáng giờ mấy chị lấy hết trơn luôn rồi, mai có nhiều mấy chị. Cho cô cây cây lên mà. Cây nữa. Cô đưa mấy cái mẫu mới lên cô like mấy cô. Em nhiều hàng lắm mấy chị. Dòng dòng mấy chị ơi, 750. Dòng dòng mai đang đeo rất là VIP luôn. Tầm vàng nha cả nhà, 750 một dòng. Đi 48 đến đi 60. Rồi, mai qua nha. Dòng cẩm thạch 550. Nhẫn bông mai 400, nhẫn bông mai 150. Nhẫn bông mai 150. Rồi, mai lên hàng cho mấy chị xem. Mấy chế nhìn nhẫn em nè. Mai lên bộ cho mấy chế nha. Nhẫn bông mai 150, chị nào đặt hàng để số điện thoại giùm em. Coi từ món đi em, mai là nhiều quá mấy chế em nhớ nổi. Nhẫn bông mai 150 cộng số điện thoại. Nhẫn bông mai 320 cộng số điện thoại giùm em mấy chế ơi, bao ship 320 nó khoảng 5 chỉ, 150 2 chỉ rưỡi đồng. Rồi, mai qua nha. Đây cả nhà ơi, nhẫn bông mai 400 đặng đặt 8 chỉ. Dòng bông mai 1.2 triệu. Lỗi lắc bông mai 1.2 triệu. Con chạy vô lấy cái dòng 800 giúp con. Bộ này VIP cả nhà ơi. Nhẫn 400. Nhẫn 400. Dòng bông mai 800 đặng đặc 2 cây. Lắc bông mai 2 cây 7. 1 triệu 2. Lắc 1 triệu 2 cả nhà mình ơi. Lắc 1 triệu 2 đẹp tuyệt vời một trời luôn. Dòng 800 ngàn. Dòng 800 ngàn. Dạ. Mấy chế đợi mai cái nha. Đợi em một phút nha. Lên vô app anh coi em thấy bình luận mấy chế cho em like nữa. Mấy chế cho em lúc chia sẻ em tặng 3 phần quà 2 món mấy chế nha. 3 phần quà 2 món. Rồi mấy chế coi dòng mai đang đeo đẹp chưa? Rít chưa? Có ngũ sắc 7 màu luôn. Mấy chế muốn xem thì nói mà lấy cho mấy chế xem nha. Dạ. Mấy chế cứ nói thì mà chạy vô mà lấy cho mấy chế coi hết luôn. À, có cái lắc trái tim 360 2 cây không chị? Có. À, chưa mới có 1 cây à. Có 2 cây là nó có sòn. Thành ơi, có 2 cây nó có sòn. Chưa muốn làm cái đó đồng để mày làm cho. Để từ từ mày làm lên bán cho. Cái đó hiện giờ có sòn. Lấy cái lắc mã 44 thôi, 1.800.000 nữa thôi. Rồi, mấy chế muốn xem gì nói mà lấy cho mấy chế xem nha. Mấy chế coi dòng xe men nữa nè, rất đẹp nè. Mà làm không kịp giao á, mà nó thiệt luôn. Dòng xe men mã 003, 700 một bộ phá lửa gà 4 ly. Nhức nhói mà nhoi luôn, đẹp cỡ này nha. Dòng xe men nè, mấy chế coi dòng xe men cái đi. Mà lên bộ, chăm sóc cho mấy chế coi rất là nhiều luôn. Xe men ha, xe men nè. Thế nào chạy qua lấy xe men coi, cứ nào chụp lại à. Dòng xe men mã 004, tròn chân. Nặng đập nước không vô, khóa bật cả nhà, rất là VIP luôn. Rồi, bộ 004 700, 004 700 đẹp quá. Rồi, cái nào cô like rồi, cái đó cô like rồi. Vàng chanh 002, xi men vàng chanh 002 700. Màu vàng chanh mai đang làm hai mẫu, mấy chế cô thích thì đợi mai giùm nha. Mẫu đẹp không luôn. Xi men vàng chanh 002 mã 20 đi con, mã 20. Mấy chế lấy bộ trơn này nè. Bộ trơn 18 đi. Bộ trơn kìa con. Cái này mã 21. Bộ trơn đúng rồi. Nè mấy chế nghe lời mai lấy bộ này nè. Hồi trưa mà mấy chị khách em á đeo á nó thiệt bóng lên nước luôn. Bóng lên nước luôn. Bộ này nè cả nhà. Trơn, đơn giản, đẹp. Hương Nguyễn ơi, chứ mai chào em Hương Nguyễn ơi. Chào em, chào mấy chị, chào cả nhà. Mấy chế ơi, lấy dòng này trơn rất là đẹp và rất là rẻ mà rất là bền dữ lắm luôn. Nước không vô, nặng nặng ở trong, không bao giờ nước vô.
rồi mấy cái lấy nông khóa bật những cái nặng đặc là không có làm phá lửa gà. Còn cái nào nó có khó ở trong giống như máng vậy đó, hy vọng á mới làm phá lửa gà. Mà mai làm đặc cho mấy chị em mà đeo cho nó bền nha, đeo ngày này năm kia năm nọ 10 năm luôn, ví dụ nó không có dùng nước, nó không có dị ứng, không có ngứa. Cả nhà ơi, 600 bộ này tuyệt vời nè, ximen 18, ximen đồng đỏ. Lấy nhà chanh đi con. Dạ, cái mặt nanh có. Cái mặt nanh có em. Mặt nanh có em. Em gốc vỏ rồi. Dây chiếc ghế. Dây chiếc ghế dài 5 tấc Hương ơi. Em muốn dài mấy tấc chứ mai làm em dài mấy tấc Hương ơi. Hương Nguyễn ơi. 5 tấc là chị em mình phụ nữ đeo vừa. Để mai làm cái 5 tấc với ông Phật. Dây 5 tấc là dài cỡ này. Dây 5 tấc là vừa cỡ này. 6 tấc là cộng dài, 5 tấc là cỡ mai đang đeo, còn 4 tấc rưỡi là cỡ cái kèn, 4 tấc 3, 4 tấc rưỡi là cỡ cái kèn. Thử nữ, chị em nữ mình đeo là khoảng 4, 5 tấc là vừa. Dây cái ghế 5 tấc cả nhà ơi. Cho em coi nhẫn mã 23 đi. Dây cái ghế dài 5 tấc cả nhà, muốn lấy mấy tấc mày làm cho mấy chị hết, vừa ý hết. Xi men vàng chanh cả nhà ơi, trơn 650 bộ, bao đẹp quá trái luôn. Dành tranh 650 bộ. Cho em 2 bộ. Băng tâm ơi, em lấy mẫu nào? Em lấy mẫu mã mấy em gái? À đẹp nè. 003 700. Có mặt thanh giá 220. Đứa nào chật lai vậy? Hai con chật lai hả? Chạy bên mặt thanh giá cho con. Xi men mã 20. Quá trời đẹp rồi. Ôi, bữa nay đẹp dữ rồi trời. Đẹp quá à. Ngày nào cũng làm đẹp cho mấy chế hết á. Đẹp dữ lắm. Xe bên mã 20 cả nhà ơi. Ba má nó không kịp giao á. Mẫu này rất là biết. Mấy em trẻ trẻ đeo bộ này. Nông ha. Nông thì mình hơi đau tay tí xíu. Còn mình lấy đi 50 á, thì mình lấy 52 đi. Chị em mình cái mắt tay mình hơi bự thì lấy 54 đại. Mình lấy hơi 4-5 bộ cho nó chặt. Cho nó dài lên đây nè cả nhà. Thì nó không có rộng đâu. Không thấy rộng gì hết. Mình nông thì phải cho hơi rộng cho nó đừng đau tay. Xi men mã 20 cả nhà ơi. Xi men mã 20. 550.000. Mã 21 clip chưa? Kim cương. Nông nha cả nhà. Nông. Đẹp lắm cả nhà ơi. 550.000 mã 21 7 chiếc. Đẹp dễ thương lắm luôn. 550 mã 21 kim cương. Con lấy mặt nanh lại, có cơ hội mặt nanh. Mặt thanh giá nhỏ, mày mới làm mặt thanh giá nhỏ 220 cả nhà ơi. 220 bao ship. Nhỏ nha, cái dây khoảng 4-5 chỉ thôi. Để về ngày mai làm mặt bự cả nhà nha. Mặt thanh bên giá nhỏ, 220 có sòn, rất là ship luôn. Bao ship luôn. Rồi, máy chế mình lấy mặt này 250 sòn nè, dễ thương nè. Đeo với dây giấy khế được nè. Mày còn mấy cái. Mặt sờ nhỏ 250 nè cả nhà. Đẹp chưa? Dạ. Đặt hàng mà sao không điện? Chị Hồng Thắm ơi, chị Hồng Thắm ơi, có điện á chị, sợ trong khi chị không nghe máy. Chị, để số điện thoại giùm em đi. Đặt hàng điện chứ mấy chị. Cho cô mặt bự luôn đi con. Đây nè, hàng nhiều lắm mấy chị ơi. Rồi. Mai lên mặt nha. Mặt nanh. Đây, mặt nanh 400.000. Mặt nanh 400. Mặt nanh nhỏ hơn 380. Nhỏ hơn 380 nanh thiệt trong cho cả nhà nha. 380 400. Mình để lên cho cả nhà mình xem nha. 380 400 500. Mặt nanh thiệt không thiệt, mai trả tiền lại cho 100 cái luôn. 380 cả nhà nha. 400 500. Rồi. 750. Nanh thiệt không cả nhà nha. 750. Hai viên đúng nha. Rồi, mặt nanh gồng. Gồng 900, gồng là cả nhà. 900. Mai có cọp luôn. Mai có vỏ ngọc trai 1,5 triệu, mai còn 1-2 cái hết. Vỏ ngọc trai cả nhà. Vỏ ngọc trai 1,5 triệu. Rồi, mặt nanh gồng 900. Cái hình con gồng này. Nguyên con gồng này cả nhà. 900.
có con cọp cả nhà nha, còn không hai con hết. Con cọp 900. Đây rồi cả nhà, con cọp. Con cọp 900. Rồi, em lấy mặt banh chọn giùm Mai nha. Mặt thánh giá để số điện thoại giùm em mấy chị. Rồi Mai, mấy chị muốn lên gì? Muốn lên gì để số điện thoại giùm em. Có mặt mẹ ngâm xanh không chị? Có. Có nhiều lắm. Mặt mẹ quan âm bự Mai đang đeo đỏ là 300 380. Mặt mẹ quan âm có đủ. Rồi, mặt mẹ quan âm bữa nay sắp hết luôn. Với mẹ quan âm giùm con sắp hết luôn con. Rồi mặt mẹ quan âm mấy chị ơi, Mai làm đây nè, đầu năm mà bán quá trời luôn, bán không kịp. Mai bán còn như cuối năm vậy. Thiệt á, mà quá trời khách tại nhà mấy chị ở sớm nó trời ơi, Mai gì đâu mà nó bán, gì đâu mà còn hơn à. Không còn hơn là tiệm vàng luôn á. Từ sáng giờ em không có chỗ để xe luôn á mấy chị. Mà nói thiệt. Giờ mấy chị thương tin tưởng, lúc nào cũng mua. Nhà mà ngang 8 mét không có chỗ để xe luôn, từ sáng giờ luôn á mấy chị. Giờ còn mấy chị khách luôn, còn rất là đông á, mấy chị nghe em nói chuyện đó thấy không. Giờ nay tối nay mày định không like luôn. Mà mày gắng tranh thủ mày like mấy chị. Cái tương tác Facebook em nó bị mất tương tác quá. Đây cả nhà ơi, mặt mẹ quan âm. Đây cả nhà, 200 230 280 380 300 mặt mẹ quan âm đúng. Đây cả nhà, 300 là ở sau có chữ dạng, còn đây chữ phước cả nhà nha. Ấy đồng hết. Rồi, chọn mặt giùm em. Đây con. Sao con? Rồi Mai lên, mấy chị muốn lên cement nữa không? Mai lên cement cho mấy chị coi nữa. Còn mấy chị muốn coi gì nói đây là lấy cho mấy chị xem ha, tại vì quá trời chăm sóc luôn. Em nhá máy qua giùm chế đi em Thanh Hương. Con bấm cái cô này giùm cô cho cô 11 điện cho cô này. Cô Thanh Hương nè. Thanh Hương nghe máy chứ Mai kêu chị 11 điện em liền. Rồi cả nhà ơi, cái dòng sòn mẫu mới đẹp chưa cả nhà? Coi giùm Mai đẹp, biết. Nhẫn. Rồi Mai bỏ nhẫn ra 400 lên nha. Mấy chế nó nhẫn bông bông mai 150 nè. Bao ship nè, đẹp chưa? Rồi, em lên bộ này cho mấy chế coi. Nhẫn nè cả nhà, đẹp chưa cả nhà? Mẫu vàng không đẹp lắm cả nhà ơi, mẫu mới ken luôn nữa nè. Đó. Mẫu này sang nha, mã N95. Cái nhẫn 500, cái mặt 500, cái dòng 950. 1.950.000. Dạ. Mai bớt 50.000, thế nào lấy dòng 950, nhẫn 500. Lấy một bộ 3 món mai bớt 50.000. Chị em mình thích lấy mặt thì 500, mặt mẹ ông âm 300. Ok chị Thanh Hiền, ok. À, cái em gì lấy cái lắc mà cái lắc này mà 2 cây thì đợi Mai mấy ngày để Mai làm. Cái lắc này 1 cây có 550.000. Em ơi, em lấy lắc này đợi vài ngày chứ làm cho nha. Có luôn. Cement mẫu mới nông. Cement mẫu mới mới làm nông, Mai làm nông. Làm nông, Mai làm nông Tô Thành đây. Mẫu mới nông 003 700 một bộ. Mặt mẹ quan âm làm bằng gì? Dạ mấy anh mấy chị ơi, Mai bán đồng không mấy anh mấy chị. Mai có bán vàng si nha. Mai bán tất cả là đồng. Đồng vàng, đồng đỏ và màu vàng chanh. Là bên em đồng hết, nhưng mà em pha chế ra màu. Dạ, màu như vàng vậy đó. Là pha chế hết rồi, mấy anh mấy chị cứ rửa xà bông rửa chanh, không có nào vai màu hết, không có phải mà em đi xin mà sợ vai màu. Dạ. Mai đã pha chế hết rồi. Mấy chị mấy anh mua đồ của em biết, Mai bán mối không à? Vàng chanh này Mai bán không kịp giao nè. Không có màu nào vai màu hết. Rồi màu đồng đỏ nè cả nhà. Cả nhà mình nhìn giùm em nha. Đó. Bên em bán 10 năm rồi, không phải mới bán mấy chị ơi. Em bán mối không à? Mai nói thiệt luôn. Ở nhà mình bấm nút kết bạn với em từ từ mua. Nha, Việt Trinh là mua đồ của em là 7-8 năm mà. Kiểm tra đơn giùm em 3 bộ cement rồi. À, 2 tuần rồi chưa có. Ok Việt Trinh đi. Việt Trinh chắc sợ chưa luôn rồi, đủ đi nè Việt Trinh. Mẫu nào Việt Trinh? Kiểm tra đơn Việt Trinh giùm cô cái. Cement vàng chanh 650 cả nhà ơi. Dây nào đeo với mặt mẹ con? Dây Mai đang đeo mặt mẹ con đẹp nè em. Đeo nhiều dây quá mới chứ hết thấy luôn không? Dây Mai đang đeo là dây này là dây phan lập. Lấy dây này con. Cả nhà ơi. Dạ. Rồi Mai lên nè. Mấy chị mà trúng thưởng 3 tháng. Trời ơi, em lại mấy chị luôn. Trúng thưởng bên shop em thì mấy chị nhắn tin qua tin nhắn giùm em.
mấy chị có trúng 3 tháng hay là mà 7 tháng gì á cũng còn chứ. Dạ, mai nói thiệt con chạy vô lấy cái quá đơn giùm cô cái. Lấy một quá đơn trúng thưởng một cái. Mấy chị ơi đơn em nhiều lắm, mấy chị có trúng thưởng nhắn tin qua tin nhắn giùm em. Cái giấy trúng thưởng. Đó, đúng rồi. Rồi. Đây nè, mấy chị có giấy trúng thưởng nè, bên shop em còn chân nè. Chị A, chị B, chị Xòi, chị Bưởi, chị Mít. Đó, mấy chị em thương trúng thưởng bên shop em chưa nhận được, để số điện thoại giúp em. Trúng thưởng, trúng con gì đó nhớ chụp màn hình qua tin nhắn Zalo giúp em. Mấy chị nha, bài bán một ngày 1.000, 1.000.000 đơn lận. Mấy chị có trúng thưởng giùm nhắn tin giùm em một cái. Dạ, chứ em đâu có đi tìm mấy chị. Chị trúng thưởng mấy chị ơi. À, giống như hồi hôm á, em đăng like á, trúng thưởng có một chị gì trúng thưởng hồi hôm đó. Là chị đang coi em trực tiếp, chị nhắn tin số điện thoại các em để cái bill chị vô, chị, em bấm cái đơn cái địa chỉ chị xong em nhét vô đây luôn, ngày mai em gửi liền luôn. Dạ, còn mấy chị trúng thưởng còn 3 tháng bữa nay chưa có nhận được, mấy chị cứ chụp màn hình lại qua tin nhắn qua Zalo giúp Mai nha. Mai có lấy đồ mấy chị làm gì đâu, khi Mai chơi Mai tặng là Mai tặng hết, còn không tặng thôi chứ không có bán tầm bậy, mà không chơi bậy mấy chị ơi, không có chơi lừa đảo, không có chơi điểu, mà không bán điểu đâu, yên tâm đi. Dạ. Chị gì trúng thưởng đó, để số điện thoại này giùm em đi chị ơi. Chị Thanh Lâm, chị Thanh Lâm Hoàng ơi. Không có ai chết hả? Không có ai chết, chị điện thoại lên giúp em đi chị. Nhà em có 3 số điện thoại trên đầu like em đang like. Cả nhà mình có cần tư vấn cần gì á, à, cứ điện lên giùm em nha. Tại vì em phải bán 1-2 đơn, 2-3 đơn đâu, không có chảnh, em không nói thiệt luôn. Cả nhà mình luôn á, nói cho mấy chị thương. Chứ không có nói mà ừ, bán ế thấy mẹ luôn mà nói bán đắt không có đâu. Mai mười mấy nhân viên không kịp trả lời đó mấy chị. Em không nói thiệt luôn á, chứ không có bán ế mà cái nơi bán đắt đâu không có. Cứ trời cho bán sao nói vậy. Mấy chị có trúng thưởng mà chưa có nhận được, cứ điện lại giùm em đại đi nha. Mấy chị có đổi đồ hay gì đó, không có đổi được 2-3 tháng, 3 tháng cứ điện lại giùm em, giùm em mấy chị. Cho cô cái kèm con mở cọng dây này ra cái. Dạ chị ơi, mở cọng dây con kèm đâu. Tới giờ like để kèm đây đi, đừng em chạy mất tiêu. Dạ, lấy lắp sủng quen lặt. Lắp sủng giống khoan lặt khoảng 5-7 chỉ hả? Dạ, băng tâm ơi, cái lắp khoảng 5-6 chỉ nó 450.000. Dạ, Long Nhật ơi, Mai chào Long Nhật ơi. Dạ, Long Nhật dễ thương nè, bữa nay vô dễ thương thấy chưa? Long Nhật, Mai chào Long Nhật nha. Dạ, em chào mấy chị, Mai chào cả nhà nha. Dạ, chị nào mà cái đeo dây mặt mẹo ngâm Mai đang đeo là nó có 1.250.000, mã 80. Đây cả nhà ơi, 1.250.000, mã 80 giùm em. Dạ, nhắn thêm tiền 120. Mặt mẹo ngâm hả? Cái dây này nè, cái dây này nè, chị nào đeo mặt mẹo ngâm, mẹo ngâm Mai đang đeo cũng được, mà nhỏ hơn tí xíu 280 cũng được. Kỳ nhận tranh mấy ngày nó có liên quan rồi, chứ đang làm cái phá, chứ làm xong rồi mà còn làm cái phá chưa rồi. Dạ, làm cái phá chưa rồi. Đây cả nhà, dây mặt mẹo ngâm nè, đeo dây mặt này cũng được nè cả nhà. Mình đâu lẹ quá lắm chị. Đây cả nhà ơi, mặt 280 được luôn. Mai đang đeo mặt 380 cả nhà ha, 380. Dây chịu 250, đang đặt 2,5 cây. Dạ, cái dòng màu đỏ là chị Kim Anh ơi, em chào chị yêu. Dòng màu đỏ 1,3 triệu. Dòng màu đỏ 1,3 triệu. Dạ, dòng màu đỏ 1,3 triệu cả nhà. Em kéo cọng dây này lên tí xíu để hỏi anh tụi xuống ngoài đây. Rồi, à, cái lắc tay nhỏ, cái lắc tay nhỏ em vừa like vừa chốt hàng, vừa điện nhà, vừa khách, vừa điện, vừa giao hàng, vừa gói hàng cả nhà. Không có bé nào cũng chưa luôn, mười mấy bé không bé nào cũng chưa luôn. Mai nói thiệt luôn, có một mình Mai ngủ thôi á. Mai Mai thức khuya lắm, Mai thức tới khi ngủ. Bữa nay mấy ngày nay bệnh nó ngủ hoài luôn, chưa ngủ hoài luôn rồi, mấy bé nó làm gì làm luôn. Dạ cả nhà, đây nè, lắc 450 nè em ơi, nhỏ khoảng 5-6 chỉ nè em cái. Em mới nói chị nè, chị Kim Anh. Dạ, em lấy dòng cho chị liền, em lấy dòng cho chị liền, con lấy dòng này giúp cô. Anh mới đặt cái lắc 3 cây đồng đỏ, giờ đổi lại đồng vàng được không em gái? Lắc em đâu có làm đồng vàng. Cái lắc đồng vàng là cái lắc này, nam đeo không được đâu. Lắc đồng vàng Mai không có làm đâu. Anh trai đeo lắc đồng đỏ đi, rồi Mai chỉ cho anh đeo nè. Anh vô tắm, anh rửa xà bông rồi, xong anh lấy cái khăn tắm mình đó, anh cứ chùi cái lắc đi. Anh chùi cái lắc chị đi. Rồi từ từ bóng nha. Mai không có làm lắc đồng vàng đâu. Đồng vàng Mai chỉ có làm cái lắc Mai đang đeo thôi nè. Mai bán đồng đỏ không?
em mua mỗi cái điện thoại đó nè. Mua cái gì? Lá bồ đề không? Lá bồ đề hả? Tặng cho chú cái đi không? Rồi, tặng cho anh đẹp trai cái luôn. Xấu trai không tặng không? Xấu không tặng, đẹp có tặng. Đây mua đây, mua họ. Dạ dạ rồi. Quà, okay. Đây nè, em để cho trong bóp nè. Trong bóp xin rồi. Cảm ơn nhiều lắm. Dạ dạ dạ. Rồi. Chị Kim Anh ơi, vòng nhỏ mai đang đeo chịu ba chị ơi. Nè em lấy chị gái liền. Chịu ba, đẹp lắm chị yêu. Màu đỏ nha, em cho chị coi màu. Màu xanh lá. Tặng tặng cho chú một lá bồ đề đi. Rồi chị ơi, coi màu giùm em chị yêu. Dạ. Em mới làm nhiều lắm á mấy chị. Đó. Anh trai mua đồ em mai đẹp không? Đẹp bảo đảm luôn đúng không? Quá đẹp luôn. Không có ai chê hết trơn, cả nhà mua nữa đó, cả nhà mà thấy không? Mai khách em làm nhiều lắm cả nhà. Mày mấy anh khách làm nhiều lắm. Dạ mấy chị ơi, dòng 7 màu triệu 350. Chị Kim Anh ơi, dòng 7 màu đẹp chị yêu ơi. Rồi, mai lên màu ha, chị yêu coi nè. Dạ, màu trà. Chị thích màu nào lấy màu đó cả nhà ơi, 1 triệu 3 dòng. Dòng 1 triệu 3. Dòng đỏ 1 triệu 3. Mấy chị cứ bình luận dòng 1 triệu 3 là em gửi đúng cho mấy chị liền. Còn triệu 3, 5, triệu 3 là màu trắng, màu xanh lá. Màu màu, 7 màu là 1 triệu 3 50 cả nhà nha. Dòng 1 triệu 3 50. Đó, đẹp lắm cả nhà ơi. Rồi, mai qua luôn nha. Cái kế chế là bé Văn phải không? Đúng rồi, bé Văn nè. Bé Văn, bé Lily Phan cho cô cho đồ cô kìa. Cảm ơn cô Lily Phan đi. Cảm ơn cô Lily Phan. Bé Văn á, Lily Phan. Ôi, em cảm ơn mấy chị, mấy em thương quá trời luôn. Có cái con chạy đây lấy cái hũ thuốc gì hồi chưa cô gì coi cho cô đi. Cái em gái mà từ ở trên Lâm Đồng á mấy chị, đi xuống nhà em. Thương lắm luôn mấy chị, em nhờ mấy chị, mấy em ai cũng thương thiệt luôn. Dạ. Mấy chị biết cho em gì không? Cho em cái gì quên rồi đây nè. Đu đủ đực nha. Cái gì quên rồi. Cái cộng quá mấy chị. Ngâm với mật ong. Thấy thương không? Quý lắm luôn cả nhà mình thấy không? Bữa nay em gái like cái nói chị Mai Khang Tí. Bữa nay em xuống mua em từ ở trên Lâm Đồng á cả nhà. Xuống cho em. Đu đủ đực ngâm mật ong Khang Tí nha. Hết cả nhà, ngậm hết. Thương lắm luôn. Ủa con ai lấy cái này hả? Dạ mấy chị thương. Ngày nào cũng có mấy chị mua đồ cái cho. Dầm em á, mấy chị cho đồ nhiều lắm. Cho trái cây, dầm chị ở Cần Thơ á. Đem lần gì nè. Mấy chục cái ổi gì mấy chị. Sát không nổi luôn. Rồi dầm chị đem bưởi á, một bao bưởi vậy nè. Cái gì cũng cho hết trơn á. Thiệt, em bán em có bớt mấy chị đâu. Mà em có tặng gì mấy chị đâu. Lúc nào cũng lại cho mấy chị. Rồi chị đó nha. Em còn một chị khách hả, chị đi Thái Lan á, hay là chị đi chơi nước ngoài á, chị về chị cho kẹo, cho bánh, cho đồ. Bây giờ ăn còn chưa hết, còn một nhà luôn á. Nói thiệt luôn, cho nhiều lắm. Nhờ mấy chị thương, ai cũng thương á. Em bán em có bớt cho mấy chị đồng nào đâu. Mà em có tặng cho mấy chị gì đâu, mà ai cũng thương cũng cho. Đây cả nhà ơi, chị nào coi dây trái khế 600. Mặt manh nè, cả nhà. Mặt manh mới có 300 gửi 300, 400, 500. Rồi mai qua nha, mai qua nữa nha. Mấy chị cần lấy gì mai lấy cho mấy chị thương. Chị là chị coi hết chưa? Dạ. À, coi bông tàu, su su ơi, bông tàu 195. Rồi, coi bông tàu đi con. Dạ, mai lấy nè. Cái giá, cái kiền mai đang đeo là nó có 450.000. Cái mặt bướm nhiêu quên này con? Mặt bướm 450 bự đó cả nhà. Dạ. À. Cho cô cháy tàu bông tàu. Dạ, chị Mai. Ở hiền gặp lành đó chị Mai. Dạ, đúng rồi cả nhà, ở hiền gặp lành. Mình không tặng cái này cũng tặng được cái kia mấy chị ha. Đúng rồi, trả cho. Mình không được phước cái này cũng được phước cái kia. Em nhờ mấy chị em thương lắm, Mai cũng thương, Mai nói thiệt luôn. Giờ chị là nhà kiếm em. Mai đã bắt tiêu rồi. Dễ thương lắm. Đây cả nhà. Su su ơi bông tàu này. Su su ơi bông này á, là cái dòng này nó 48. Còn em thích lấy bự dòng 60 thì đợi chứ mai mấy ngày nó có, 2-3 ngày nó có rồi. Hết. À, còn đây, còn một hai đôi đây. Mai đang làm. Cái bự thì nó 200 em. Cái bự 200. Để su ơi. Cái bự mà chứ mày còn đôi hai đôi em coi nè. Cái bự bông tàu 200 mấy chứ. Cái nhỏ 195. Rồi. Nhìn cái mặt chế là biết người ngay phúc hậu nên ai cũng mến. Dạ em cảm ơn mấy chị, cảm ơn em Lily Phan, cảm ơn cả nhà.
cái kèn, lấy kèn con, lấy kèn con nào, coi kèn, bưng kèn ra cho cô. Dạ. Kèn á cả nhà, kèn 450. Kèn 450. Hôm nay chủ nhật mai định lai buổi trưa tối kỹ. Rồi bữa nay chưa đông quá, thành ra mai không có lai buổi trưa được cả nhà. Kèn này mấy chị. Kèn mai đang leo cả nhà ơi. Kèn mai đang leo nè cả nhà, có phá hộp nha, phá hộp nè. Rồi cái phá vô như vàng luôn. Rồi. Cả nhà mình kè vô nha. Rồi có cái nút nè. Dạ này. Cái kèn chạm 450. Coi giùm em ha. Rồi, kèn vàng chanh. Kèn vàng chanh mai còn 2 3 cái thôi, đẹp bóng vậy nè. 500. Kèn vàng chanh 500 cả nhà nha. Còn mấy chị muốn lấy đồng đỏ có đồng đỏ luôn. Đồng đỏ thì có 450 rẻ hơn. Đồng đỏ trơn bóng nè cả nhà. 450. Rồi cả nhà mình coi nhẫn, đợi mai lấy liền. Cái gì mấy chị cứ bình luận đi, mai thấy mai lấy cho. Cộng dây công tầm khoảng 4 chỉ không chị? Dạ có 4 5 chỉ, 650 ngàn chị Quỳnh Yến ơi. Rồi. Cái kèn sòn cả nhà. Kèn sòn 850. Rồi. Mai ít kèn lắm, tại vài bữa mai sẽ làm kèn thêm nha. Đợi mai quên. Đợi mai sẽ làm kèn mới cho mấy chị. Rồi kèn này là kèn Chanel. Chanel là cả nhà sòn nè. 500. Rồi. Kèn mai chiều mai sẽ làm kèn nữa mấy chị nha. Rồi. À, chị ơi em nhắn tin qua Zalo không ai trả lời. Dạ, bữa nay không trả lời được, mấy chị thông cảm giùm em nha. Bữa nay quá trời khách lại nhà mà không nói thiệt luôn, nhầm bé sáng giờ nhầm bé chưa ăn cơm luôn. Mới vừa hết khách rồi đó cả nhà, mới vừa hết khách rồi đó. Mai nói thiệt luôn. Chiều tối nay mai định không like luôn á, quá trời đông luôn rồi, mấy bé nhầm bé chưa ăn cơm luôn, từ sáng giờ nó chạy cơ bằng nhau đứa nào nấy không có được ngồi luôn. Dạ, em cảm ơn mấy chị yêu thương thiệt luôn. Chưa coi tin nhắn được đâu chị ơi, bữa nay là chưa thua. Bữa nay chưa coi tin nhắn được rồi chị ơi. Dạ nhỏ thôi chế, nhỏ là 195 á Su. Rồi mai lên nhẫn tiếp mấy chế nha. Mấy chế lên nhẫn tiếp nha. Cái em gì lấy lắc 5-6 chỉ đó. Em lấy lắc 1 cây đi. Nè cây 600 nè. Một cây này là đồng mình đeo cho nó mòn. Nó vừa nữa cả nhà ơi, nhỏ quá đeo không sang đâu. Còn lắc 700 nữa nhiều lắm luôn. Rồi mai tháo nhẫn lên nha. Nhẫn này là 500. Rồi mai lên nhẫn mấy chế nè. Cái cứ mua đi, cứ rửa xà bông rửa chanh, không có nào bay bạo hết trơn á. Đeo đẹp lắm, tao tháo vàng lên hết trơn rồi. Em nói thiệt mấy chị khách đem vàng, trời ơi Mai ơi, chị tháo vàng lên trên, không có đeo vàng luôn. Vàng thiệt để lên đeo nhầm khi mình giữ đồ cực. Đeo cái này kệ đó, đeo cái này đại đi, không có ai biết là đồng hết trơn. Em làm đẹp lắm cho mấy chế luôn, như vàng vậy nên nói thiệt. Rồi, nhẫn bông mai 150 bao ship. Con lấy nhẫn phan lập đi, phan lập cô đang làm luôn. Bông mai 150 bao ship. Rồi. Bông mai 320 bao ship. Bông mai 320 bao ship. Cho con coi bông trái châu đi. Bông trái châu có không ta? Bông mai đang leo là không phải trái châu. Bông túi tiền. Bông túi tiền 300. Cái chị Mai hổm giờ em có công việc không có nghe máy được. Điện lại giùm em. Nguyễn Thuận ơi, mấy chào Nguyễn Thuận ơi. Ok. Để số điện thoại giùm cho Mai Nguyễn Thuận ơi. Nguyễn Thuận để số điện thoại bên Mai điện cho Nguyễn Thuận nha. Nhẫn này đẹp lắm cả nhà, không một chị nào đeo chê hết nổi. Nhẫn này mà mấy chị mà đang lại nhà em mua xong rồi cái đầu mấy chị khác lại thấy mua luôn. 200.000 nhẫn phan lập. 200.000 nhẫn phan lập. Nhẫn huyết là bữa nay không còn chiếc luôn. Còn chiếc nào không con? Không còn một chiếc luôn á. Ngày tối mai tới mốt có rồi, có màu trà luôn. Nhẫn huyết 250 có màu trà luôn. Sáng giờ mấy chị khách mua hết luôn. Chưa làm kịp xong á mấy chị, nhẫn huyết 250 hết trơn. Còn chiếc nào cho cô bận chiếc đi con. Bận cái nào đang gói đi. Mai nhờ mấy chị thương, mai bán đắt lắm. Mai ra mẫu nào là bán đắt mẫu đó. Dạ, nhẫn phan lật 200. Nhẫn huyết 2-3 ngày có nha. Đồ của chú Mai em xài nước tẩy. Nước tẩy luôn đó chứ. Xài nước tẩy được luôn hả? Su ơi, chú Mai cảm ơn em. Dạ, em cảm ơn mấy chị. Dạ chị Thu Lê, để số điện thoại giùm em chị Thu Lê. Chị Thu Lê ơi, chị nói chị không có số điện thoại không điện chị được đâu. Em gửi đồ Tết. Chị Mai, em gửi đồ trong Tết, coi lại giùm em. Chưa có. Dạ để số điện thoại giùm Mai đi chị Thu Lê ơi. Dạ. Mông túi tiền Mai đang đeo nè. Đẹp đẹp cả nhà. 300. Bông túi tiền, dễ thương lắm cả nhà ơi. Nha. Cái móc tròn trên đây có sòn luôn.
Rồi mấy chị lấy bông ngọc trai, bông túi tiền thì 300, bông ngọc trai B14 200. Bông ngọc trai cũng đẹp cả nhà. Bông ngọc trai 200. Con lấy hai đôi này đây đi. Rồi. Nhẫn bông mai bao nhiêu tiền? Nhẫn bông mai 150, nhẫn bông mai 320. Nhẫn bông mai 320 là nó khoảng 5 chỉ này cả nhà. Mai nhiều chẳng lắm. Rồi. Lên nắp 3 lượng. Nắp 3 lượng bữa nay mới còn hơn nữa đây này. Dạ, mai làm lấy liền. Dạ mấy chị ơi, nhẫn bông mai 320. Em lấy cái lắp. Lấy cái nhẫn khoen lật 200. Ok, ok Nguyễn Thảo nhẫn hai lật 200 đẹp lắm em. Mai nó thiệt luôn, đẹp luôn. Rồi. Con chồng lên. Lắp bắn lắp lắm cả nhà ơi, mấy chị nhìn giùm em nè. Đó, còn mấy chiếc hết luôn. Ba làm nhiều lắm, mừng không nổi. Hồi bữa nay mấy chị thấy sạch trơn luôn. Cái lắp này nè, anh chị nào đeo cũng đẹp hết trơn á, nó đẹp dữ lắm. Mai nói thiệt, đồ mai mấy chén cái rửa xà bông rửa chanh rồi mấy chế trà khăn lại là cái là nó bốn đẹp lên nước. Lắp 3 cây 1.250.000. Lắp 3 cây 1.250.000 cả nhà ơi. Lắp 4 cây 1.550.000. Lắp 4 cây 1.550.000. Chuẩn màu 18 miền Tây mình y gan luôn. Rồi, lắp tay phải bao nhiêu tiền? Còn có mấy cái mấy chị thấy không? Lắp tay bông mai lấy lại con 1.200.000. Cái dòng bông mai 750. Xin lỗi cái dòng rộng, cái dòng rộng. Mai lấy đi cho mấy chị. Dòng rộng đang làm nha mấy chị nha. Mới là đang làm chưa đủ dao còn mấy cái hết trơn à. Đó, mới làm hồi tối mấy chục cái giờ còn mấy cái hết trơn. Đây cả nhà ơi. Dòng mai đang đeo đẹp lắm cả nhà ơi. Nó có 750.000 một cái. Dạ. Nói chuyện dễ thương lắm. Dạ chị Thắm Nguyễn ơi, em cảm ơn chị nè. Bây giờ con lấy cái đơn lại cô coi. Để ngoài mắt mà. Nè mấy chị thấy không? Mai đi mượn chiếc nhẫn cho mấy chị coi, hết trơn rồi đang gói cho mấy chị nè. Đó, trang sức em gửi hàng cho mấy chị nè, mấy chị coi hàng trước khi trả tiền nha. Nè. Rồi cái hình này mờ quá vậy ta. Cái hình của em nè. Số quất luôn mấy chị thấy không? Mai bán đồng có giấy phép kinh doanh đàng hoàng nha. Mai có mở số thuế đàng hoàng mấy chị. Đó, đâu không có bán tầm bậy đâu. Nhà Mai là cái hộ kinh doanh là tên em là La Thị Đầy, tên trong giấy chứng minh. Đó, ngân hàng Sa Công Banh La Thị Đầy là tên em. Mấy chế nhận hàng trang sức này ha, của em là La Thị Đầy nghe mấy chế nha, có hình của em nè. Rồi, chiếc nhẫn nè mấy chị mua nè. Nhẫn VIP. Hai ngày nữa mai có nha. Mai chừng hao cho hơi xa chắc tối mai có. Rồi, đây cả nhà thợ đang làm nha cả nhà. Nhẫn VIP 250 có màu trà luôn. Mấy chế lấy màu trà thì khoảng 4 5 ngày có, còn màu trắng thì chắc tối mai mai có. Nha, mai đang làm á mấy chị. Rồi nhận hàng trước khi trả tiền. Bên em có ký hiệu trong nhẫn hết. Rồi bên em có cái cạc bảo hành cho cả nhà mình hết nha. Không đen không khoai. Cái cạc có bản đồ nhà Mai trong địa chỉ luôn. Cứ yên tâm mua đồ Mai đi, đeo cả đời luôn. Mai nói thiệt, Mai làm mẫu đẹp cho mấy chị em mình đeo hết. Không có phải là dằn xi. Cứ rửa xà bông rửa chanh. Chừng nào đẹp chừng nấy. Đeo cũ chừng nào đẹp chừng nấy cả nhà. Mấy chị Mai bán mối không, nhờ vậy mới bán đắt mấy chị. Chứ bán mà mua lần tao tưởng tới già đâu. Rồi nhẫn VIP 250 giùm em. Tối mai em có giao cho mấy chế hết nha. Cái nào mai nó có là có hết. Rồi mai để đây đi. Rồi nãy có chị hỏi cái lắc tay. Cái lắc tay này mấy chị ơi, lắc bộ còn nó không. Cái lắc tay bông mai đẹp chưa mấy chị, đồng vàng nha. Đeo xong mấy chị rửa tắm xong cho mấy chị lấy cái khăn mà mấy chị chạy vậy nè. Chạy vậy nè. Chạy đại lên trên cái bông này luôn. Chạy đại giùm em. Đó là nó sẽ lấy đầu bóng lại bóng động nha. Rồi lắc tay 1.200.000, lắc tay 1.200.000 mình nặng đặt 2 cây 7, có dây chuyền đồng không chị, dây chuyền đồng có nhiều lắm, dây chuyền đồng đồng vàng chanh đó thì Mai đang làm đồng vàng chanh, Mai đang làm dây chuyền còn 18 thì đầy luôn, 18 đầy luôn. Có cô muốn coi dòng xi măng 001 nè chị ơi. Nè tụi con chắc dòng này không đều nè thấy không. Nè con nó chắc mà nó chị, chiếc từ bự, chiếc từ nhỏ, từ le, từ lưa luôn. Dòng 001, 700 một bộ. Linh chạy vô lửa lòng là lại giúp con. Nè con chắc gì, con coi gì được ha. Tiền ơi. Cô nào coi này nữa hả. Mấy chế coi dòng bông mai 800 giùm em nha. 400. Dòng bông mai 800, nhẫn bông mai 400. Cô đang like mà, nó quên mà đông còn sửa em. Mặt bông mai 400, nhẫn bông mai 400, dòng 800 cả nhà ơi, 1.600.000. 1.600.000. Bớt 50.000 bộ này nha mấy chị nha. Hậu ơi, chị Mai chào em Hậu ơi. Rồi, tối nay đồng Hậu ơi. Rồi, mấy chị chia sẻ Hậu em, cảm ơn mấy chị nha. Tối nay bill đồng rồi mấy chị ơi. Cảm ơn mấy chị. Cảm ơn cả nhà. Rồi. Cả nhà ơi, nhẫn bi 400. 400
xin lỗi, nhẫn bi 350. Nhẫn bi 350 đồng vàng cả nhà. Nhẫn bi 350 đồng vàng. Con cho cô nhẫn nữa đi con. Nhẫn cô đeo bên đây cho nó nhiều nhiều cho mấy cô. Nhẫn huyết 250. 250 màu trà có 2 3 ngày nó có nghe em Hiền ơi. Em cứ cho chị Mai số điện thoại đi. Con có cộng cô thun con cột cái dây này lại cho cô sao đi. Cho cô có nhẫn huyết và nhẫn huyết mới làm bài tối xong đi con. Em nhiều hàng lắm, ngày nào cũng có mẫu mới trơn á. À Đình Nhật Phạm ơi, chị Mai chào em. Nay Mai có dây chị điện chị lay rồi chị gửi em nha. Dòng Superman thì đang làm á, có là chị Mai gửi cho em liền. Nha Đình Nhật Phạm nha. Chưa rồi. Mấy chị mối mấy em mối đặt hàng nhiều lắm, chừng nào có là Mai đi liền à. Mai gửi liền luôn á. Con cột cộng dây cộng cái này lại cho cô. Lắc ba lượng có kiểu khác không? Lắc ba lượng có kiểu khác. Có mà đợi chút xíu Mai lên lắc nha. Chị ngoại kiệt ơi. Rồi con chạy đi lấy lắp cái nhẫn hò ấy hồi tối đi, cái nhẫn hò VIP 60 đi. Dạ mấy chị coi nhẫn bi 350 đẹp chưa? Mấy em trẻ đeo đẹp nè mấy em. Dạ cho em xem xi-men đi chị. Ok con. Rồi nhẫn bông mai sắp hết rồi nè mấy chị. Bông mai 350 đang đặt 8 chỉ. Nhẫn bông mai 350 cả nhà ơi. Đẹp lắm, mẫu vàng không cả nhà. Bông mai đồng vàng nha. Bông mai đồng vàng. Rồi Mai có nhẫn cây luôn. Lên bông tay đi chế. Ok. À lên bông tay. Rồi. Ôi nhẫn này sắp hết rồi. Nhẫn này sắp hết. Ôi đẹp quá mấy chị ơi. Nhẫn này em nó đẹp. Nhẫn này lớn to sang lắm cả nhà ơi. Nhìn giùm em đẹp chưa. Màu tím nha. Màu tím, màu đỏ, màu bảy màu, màu xanh lá. Chiếc này 600 cả nhà ơi, anh là 60, 600 ngàn. Quá trời sang. Rồi nó đẹp. Rồi VIP 250 mà ngày mai có mấy chị nha. Rồi nhẫn VIP đẹp chưa cả nhà ơi. Đang làm vòng cả nhà nha. Em mới nhẫn N95. Đẹp quá chị Mai. Trang Lê N95 là chiếc nào ta? Trang Lê chị Mai, cảm ơn em Trang Lê ơi. Nhẫn VIP 600 giùm em mấy chị ơi. Nhẫn VIP 600. Mai đang làm vòng. Mấy chị em mình lấy vòng thì mấy ngày có mấy chị nha. Đang làm vòng mấy chị nha. Ôi chiếc này hộp con rớt không à. Nó đẹp dữ lắm cả nhà ơi. Cái mặt 600 luôn. Nhìn giùm em. Đẹp lắm luôn cả nhà. Hộp không như 600 ngàn rồi. Mấy chế thấy là đẹp không? Kiểu nó cực kỳ luôn. Ừ. Cái này nhẫn huyết hả? À trời ơi, em Trang mới nhận cái nhẫn này nó đẹp nè. Đó Trang ơi, chứ Mai cảm ơn em 14 hộ chứ Mai nữa. Nhẫn N95 500 ngàn cả nhà. Em Trang mới nhận xong chứ Mai ơi, đẹp quá. Đẹp luôn. Mấy chế mua chiếc nhẫn này mấy tiệm vàng 1 triệu mấy tiền công không? Rồi đồng bên em mấy chế nhìn nè. Đó, cái màu nó đẹp dữ lắm. Rồi mấy chế nhìn nè. Rồi Mai qua nha. Nhẫn huyết đẹp quá mấy chị ơi. Trời ơi đeo nhẫn hoành tráng không đó. Cứ nhìn giùm em. Hoành tráng. Em nhẫn nhiều lắm mấy chị, đợi Mai tí xíu Mai lên nhẫn cho mấy chị nhiều lắm luôn. Con lên nhẫn mấy màu luôn con. Đó đẹp chưa. Nhẫn huyết quá trời huyết rồi. 600 lấy chiếc này đi mấy chị ơi. Mẫu này dạng tiệm vàng ra lâu rồi. Nhưng mà Mai không có làm kịp. Tiệm vàng là từ thành phố Hồ Chí Minh và miền Tây rất là nhiều nha. Ra 3-4 tháng rồi. Và bây giờ Mai mới làm xong á. An Nhiên ơi, chứ Mai chào em. Cho chiếc lắc. Chị có cái lắc phen lật khoảng 3 chỉ không chị? Không đâu, cỡ 5-6 chỉ. Mà có 450 ngàn à. 3 chỉ là lắc N, 350 mà không còn hôn nữa. Nè. Lắc phen lật 450 ngàn nè em Yến, Quỳnh Yến ơi. Rồi, Mai qua nhẫn nha. Quân đại mâm nào lấy đại mâm nói like đi con ơi. Con kiếm nữa là bị nãy có câu hỏi cái gì quên mất tiêu rồi. Xem xi-men mới nha mấy chế nha. Nè mấy em xem xi-men nè. Xi-men mới đây cho nó sang cho nó bóng đẹp. Bữa nay mấy chị khách là nhà lấy quá trời luôn. Nói thiệt luôn, đeo cho nó đẹp cả nhà nha. Em làm những mẫu đẹp cho mấy chị em đeo thay vàng luôn, mẫu đẹp. Xi-men 003 phá lưỡi gà 4 ly 700 đây cả nhà, mẫu mới. Rồi mấy chế mình thích mẫu này mới ken luôn.
Rồi dàn chanh thì đợi em 2-3 ngày nữa em có mẫu mới nữa đang làm đó. Rồi mấy chế lấy mẫu mới là kim cương nè, đeo cả đời luôn nè. 700 mã 004 kim cương, không có nước vô, nặng đặc, khóa bật trà nông, rất là dễ đeo cả nhà. 004 rồi 001 001 đẹp lắm, giữa xà bông giữa chanh, mẫu này em bán rất là nhiều luôn, tha kem trộn được hết mấy em nha, mấy chị nha. 001 đâu rồi con? Bây giờ lựa cho gọi luôn hết lên. Rồi mấy em mà trẻ trẻ đẹp đẹp tinh tinh, mấy chị mình thích đeo nè, cái mẫu này nè. Ôi ôi nó đẹp lắm cả nhà ơi, mã 20 đứng thẳng dòng vậy nè. 6 bộ, một em lấy 6 bộ rồi, Mai ơi lấy 1 bộ nữa, em lấy 7 bộ, lấy 1 bộ nữa. Em nói trời ơi 7 bộ rồi đeo sao hết mà lấy chi nữa. Em bán không có bán mà tầm bậy đâu mấy chị, Mai nói thiệt luôn, phải mấy chị mua cái kêu mấy chị lấy nhiều cũng có. Em lấy 6 bộ là nhà Mai ơi. Lấy em bộ đi nó thôi, như được rồi. Đeo vô đầy quá nó đâu có, nó cứng ngắc luôn á mà còn đòi lấy nữa mấy chị. Mái quá đẹp quá mà. Bộ này đẹp cả nhà, mã 20. 550.000 bộ, có chế thái đứng giọng đẹp cả này nè. Nha. Nặng đặc. Nông, không có nước vô. Quá trời đẹp luôn. Rồi. Mai lai dẫn cho cả nhà mình nha. Cái con kỳ hưu sỏi chuỗi. Cái dòng đeo tay không ai dạ có chị Thí Nị ơi, có, cái gì cũng có cả nhà ơi. Cái dòng chuỗi đeo tay là mai không có like. Cái đó cái lúc mà chị kết bạn Zalo rồi ngày mai cháu nó điện Zalo thẳng cho chị lấy đi chứ. Cái dòng chuỗi mai để sau lưng này nè, đó. Đó, sau lưng đó đó, sau lưng mai đó là xong chuỗi không đó, mai không có like chị yêu. Mai like đồng không à. Rồi, nhẫn 7 màu, ngũ sắc 7 màu 350. 350.000 cả nhà ơi. Đeo chung dòng ngũ sắc 7 màu huyết luôn. Đây cả nhà nha. Dòng 1.350.000. Rồi mai có mặt dây chuyền luôn, mặt dây chuyền 400. Thế nào lấy một bộ 3 món mày bớt 50.000. Vàng chanh là màu 75 hả chế dạ không? Mai bán đồng vàng chanh là màu của vàng Sài Gòn thôi, bán vàng giả mà đâu có nói vàng 75 hay là 61 rồi đâu mấy chế ơi. Cái này đồng, nó màu nó giống như vàng ở trên Sài Gòn là cái màu hiện bây giờ đó. Dạ. Bé Hổ ơi, đồng vàng giống như 18 với màu 24 nha, chứ không có giống vàng 7 tuổi rưỡi, 8 tuổi rưỡi, 10 gì đâu không có mấy chế ơi. Em bán đồng em nói đồng không có nói giống vàng thiệt được. Giống vàng 18, vàng 24 và màu vàng chanh đó là cái màu nó vàng đây. Màu vàng chanh là màu này. Rồi đồng đỏ là màu này. Chế nào ở Sài Gòn, Long An, Bình Dương thì đeo màu vàng chanh. Chế nào ở miền Tây thì đeo đồng đỏ là màu 18. Màu vàng chanh, màu vàng này là màu vàng Sài Gòn đó. Chứ không nói giống như vàng thiệt được đâu. Trời ơi bán vàng giả mà. Bán vàng giả mà nói vàng thiệt chết à. Nó giống nhau, giống màu. Không có nào bay màu hết cả nhà nha. Rồi, nhẫn ngũ sắc 7 màu 520, mã 520 giùm em. Biết chưa mấy chế? Nít tuyệt vời mặt trời luôn. Nhẫn ngũ sắc 7 màu 520 giùm em mấy chế ơi. 350 và 520. Rồi, mai lên nhẫn mấy chế tiếp nha. Cho cô dòng này luôn con. Dạ, nhẫn trắng này là 350. Dòng mã 001. Nãy giờ lựa hết hàng luôn, bé nó đi lựa cho nó đều mà cũng không thấy đều đâu. Nè. Dòng 001 700 một bộ. 001 700 một bộ, hết lựa gà 4 ly. Chị em mình thích đặt đồ bên em có đó, thích bây giờ qua Tết từ từ thông thả thì chị em mình nó không cần thiết đeo, sợ Tết thì mà đeo không kịp Tết. Còn bây giờ chị em mình thích đeo nông, alo mai làm nông cho mấy chị, em vô sổ em làm hết nha. Đó, thích làm ni 62 mai làm ni 62, thích làm ni 46 mai làm ni 46 cho cả nhà mình hết trơn đó. Mấy chị em đeo mối không à đó, mối của em mà 5-7 năm không luôn mai nói thiệt. Rồi mai lên nhẫn này mã mã số N35 350.000. Chiếc này nó bị xuất hộp đó cả nhà. 350.000. Mai có bự hơn thì nó 500 nha cả nhà. Bự hơn nó 500 nè. Ôi ôi cái màu tím bữa nay nó biến thành màu xanh luôn. Rồi mai có 5 màu. 350.000 đẹp lắm cả nhà nha. Đó, biết chưa? Cái hộp thì khỏi chê rồi. Sáng lấp la lấp lánh luôn. Rồi em bao máy chế luôn, dục lên luôn. Cái mặt mẹ quan âm xanh có em, có mặt mẹ quan âm xanh 200, 230, 280, 300
380 Ngọc 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 Nguyễn ơi. Chú Ba lấy cho em coi liền. Rồi, cái dòng nữ hoàng màu xanh 900. Mã 500. Màu trắng mấy chị ơi. Đẹp lắm nha, dễ cưng lắm luôn, đẹp hết sảy luôn. Rồi Mai đang làm màu tím hết, màu tím Mai đang làm á. Màu trà, hết màu tím rồi, bữa nay mới làm nè. Rồi. Màu đỏ, màu trắng, màu trà, màu tím, màu xanh lá. Đây, màu tím đây, còn đơn cái. Rồi, máy chế lấy dòng 900. Mặt, để em lên mặt. Mặt mã 500, 500 ngàn. Mặt mã 500, 500 ngàn. Mặt này bự nha máy chế nha. Nhìn giùm em. Cô mới kêu con lấy gì quên này. Cái đơn hàng của em gửi cho chế. Tấn Bôi, bên chế có điện là đang trên đường đi Tấn Bôi. Mấy cháu đang gói hàng mấy chị hết á. Mấy chị đang mua ở đây là gói tranh thủ. Điện học luyện là lựa hàng xong gói đi hết mấy chị ơi. Nhanh lắm. Dạ, chị Ngọc Nga em chào chị. Chị Mai xinh đẹp dễ thương. Dạ, Ngọc Nga, mày cảm ơn Ngọc Nga nè. Bo bé, mày cảm ơn Bo bé. Ok, nhắn mã số mấy giùm em nghe Bo bé ơi. Rồi mày lấy mặt mẹ Quan Âm liền. Mấy chị ơi, mặt sòn đẹp lắm mấy chị ơi, 500 mã 500 giùm em. Xuống này lên con ơi. Rồi mấy chế coi nhẫn nữa nha. Nhẫn này bự nha. Dạ. Nhẫn màu tím, màu xanh lá, màu đỏ, màu trà. Chiếc này bự 500 mấy chế ơi. Màu trắng. Mã 500. To nha mấy chế. To nha. Cho cô mã N45 đi con. Rồi. Cái mặt dây chuyền thương hiệu không cô, phối như cái dây chuyền Chanel Gucci. Chanel Gucci thương hiệu Gucci Chanel phải không em? Yếu đeo còn không con? Phối như chuyền Mai đang đeo hả? Đó, cái chuyền bướm này bự quá, tháo chuyền bướm giúp cô đi con ơi. Chuyền bướm đẹp nè em. Tháo chuyền bướm cho cô đi. Rồi nè, cái chuyền màu mọc nhỏ xíu xíu. Cái mã 35 màu trắng ok chị. Nè, mấy chị coi cái kiềng mộc, kiềng bướm của em đẹp chưa? Đẹp nhức nhối luôn nha. Cái mặt bướm bự lắm cả nhà. Em đeo nó bị bít cái mặt ông Phật quá. Mặt bẻ Quan Âm màu xanh này em ơi. 200. Rồi cả nhà mình coi giùm em bao ship hết nha. 230. Rồi. 280. Rồi mặt con ghi mặt bạn Âm đúc 300 hết đấy con. Đây cả nhà. Đá cẩm thạch nha. Nó mặt đỏ. Rồi. Mai đang làm nhiều màu luôn á. Mấy mặt này Mai đang làm nhiều màu. Mấy chế mình đợi về ngày có màu Mai lên liền. Có hộp đá mà vô liền luôn nha. Chưa có hộp đá màu. Mai làm màu đá trắng đá đồ tùm lum màu luôn á. Đỏ trắng gì tùm lum hết trơn. Mà giờ chưa có hết. Chưa có màu đá vô á. Rồi 200, 230, 280, 300. Rồi. Để con. Cho cô miếng nước thôi con ơi. Để uống nước không lại cho mấy chế. Nhẫn huyết 250 ok Thanh Kiều. Chịu Thanh. Mấy chế muốn lên gì nói mày lấy cho mấy chế xem nha. Tối nay mày lại con chúc mày nghỉ cho mấy chế. Mệt quá. Thiệt, nói cho mấy chú thường like bà Thanh mệt thiệt luôn. Mệt thiệt. Nhẫn huyết 250, đây nè. Mượn nè, không còn một chiếc luôn. Đây, mấy chế lấy đi, Mai đang làm. Nhẫn huyết 250, đẹp lắm cả nhà ơi, Mai đang làm màu trà luôn. Màu trà mấy chế mấy ngày có, màu trắng thì tối mai mới có rồi. Trời ơi, nó đẹp, 250 ngàn à cả nhà ơi. Chị ơi cho em xem Simen mã 003 được không chị yêu? Dạ được, được. Trời ơi chị mới ruột của em đây. Chị yêu ơi, đây chị Kim Anh ơi. Nè. Chị yêu. Đẹp dữ lắm chị. Bữa nay mấy chị khách lại nhà lấy quá trời luôn, Mai nói thiệt luôn á. Chị lấy 3 bộ, 2 bộ, 1 bộ. Chị Kim Anh ơi 700 chị Kim Anh ơi. Rồi Mai lên nhẫn đó chị nha. N45 vỏ ngọc trai với biển mới luôn. Vỏ ngọc trai. Vỏ ngọc trai 450. Dây phân lập đây chị Mai. Ok. Dây phân lập Mai đang đeo được không? Hả, là nhỏ hơn Quỳnh Như. Dây phân lập chứ Mai đang đeo.
sẵn đặt 2,5 cây 1,250 triệu. Đây Quỳnh Như ơi, dây phan lật mấy chị em mình đeo chùi xà bông rồi nó sáng nó bóng mấy chị. Rồi mai lên nhẫn nữa mấy chị nha. Dây phan lật mai có 500, 600, 700, 800, 900 triệu 250. Nhiều loại, nhỏ hơn, lớn hơn, đủ hết trơn á. Rồi nhẫn đẹp nữa cả nhà, nhẫn đẹp lắm rồi cả nhà. Cả nhà mình coi lồng nhẫn trong nè, N40 400 ngàn, N40 400 ngàn. Rồi cả nhà ơi, cái vòng đẹp chưa, 900 N40 900 ngàn, lấy bộ bớt 50 ngàn. Máy chế lấy 3 bộ và giảm tiền ship, mày bớt 50 ngàn. Cả nhà ơi, bộ ba hết sòn, mẫu vàng hết cả nhà nha, mẫu vàng toàn bộ. Mà là mẫu vàng không, cực kỳ vip luôn. Rồi mẫu này, cái nhẫn 400, cái mặt 500, cái mặt máy chế biết không, sụp baguette không nè, 580. Rồi coi giùm em, đẹp chưa nha. Cái dòng 900 bớt 50 ngàn, máy chế cứ lấy em sẽ giảm bớt cho máy chế liền. Rồi cái dòng này mới cancel luôn, mới luôn, mới làm xong hồi tối luôn, đẹp 1,2 triệu. Cái nhẫn cực kỳ vip cả nhà, cả nhà nhìn giùm em, mẫu vàng hết toàn bộ, đeo đi không có ai biết là đồng hết trơn á. Mẫu mà đã làm mẫu vàng không nha, mấy chế đeo chỉ đụng hàng với vàng thôi, mẫu em làm như vàng hết cả nhà. Cái dòng 1,2 triệu, cái nhẫn 395, mã 395, đi 48 đến đi 60. Mấy chế nhìn giùm em đẹp chưa, mẫu này không lấy nữa thôi luôn, đẹp chứ cỡ này đã chứ mình. Rồi cái nhẫn 395, cái dòng 395, đi là đi nào cũng có cái chế nha, mẫu này bay chưa làm mặt. Rồi đi nè, đi 48 đến đi 60. Dạ cái nhẫn y ngựa, ok Nguyễn Hằng đây, cái mai lấy cho em liền nhẫn cẩm thạch, con lên nhẫn cẩm thạch đi con. Rồi mấy chế coi cái nhẫn này coi làm hàng đẹp không à, cái này là vỏ ngọc trai, xin lỗi vỏ đá mắt mèo, em đeo đi 58 cm. Ok chị Kim Anh để số điện thoại giùm em. Dạ đá mắt mèo hộp qua đất 380, mã N 380 mấy chế ơi, mã 380 đàn ơi. Biết cà bát rồi đó, bác chơi đâu. Rồi dòng coi dòng giùm em nha, đá mắt mèo màu xanh lá, màu đỏ là đá mắt mèo, nó không có đỏ đậm đâu, đỏ cam cam vậy nè, đá mắt mèo mấy chế nha. Rồi màu xanh lá, cái dòng 950. Rồi màu hồng, đá mắt mèo nghe mấy chế nha, đẹp lắm mày, cũng khổ xịt à, mặt thì hết màu rồi, mặt 550, mã 380, màu xanh lá. Con cho cô chiếc nhẫn này nhỏ chút xíu đi, rộng quá. Đây cả nhà, màu xanh đen, màu đỏ cam. Rồi mặt thì còn 3 cái màu thôi, màu hồng hết rồi. Hết mai cũng bỏ mẫu luôn, mấy chế lấy đi, cái nào hết là mai bỏ mẫu mà làm mẫu mới liên tục hết. Không chiếc này hộp ấy mà, cho cô chiếc này nhỏ chút xíu đi, chiếc này rộng quá. Em làm đi bự nhiều lắm nè, mấy chế nhìn nè, nhẫn vip nè, mấy chế nhìn giùm em, nhẫn vip đẹp nè, có 250 ngàn. Đấy nhẫn này đi, mai em có đầy đủ giao cho mấy chế, em làm mấy trăm luôn, màu trà và màu trắng luôn nha, dễ cưng quá mà đẹp, giờ mai mấy chị khách đợi đặt quá trời luôn. Rồi mai qua mẫu 380 giùm em nha, 380 mai qua mẫu. Cái dây chuyền khoan lọc nhỏ ok chứ lấy liền này con. Rồi lên nhẫn cẩm thạch luôn nè, mấy chế thấy vàng mai đẹp chưa, trời ơi. Cái dòng 1 triệu, con công ngũ sắc 7 màu, mấy chế ơi nó đẹp thôi. Rồi cái nhẫn 700, cái dòng 1 triệu, đeo bộ này đi đám thôi, khỏi chê luôn. Đó, đi đâu Nha Trang, Đà Lạt, Vũng Tàu có 1,7 triệu một bộ, mấy chế mua dàn thiệt, chiếc dòng 0,7 triệu rồi nha. Cái bộ con công, cái dòng 1 triệu, cái nhẫn 700. Rồi, đi ngựa còn em nha. Nhẫn đá cẩm thạch, đá em mấy chế nhìn giùm em quyết chưa, đá cẩm thạch 195, nhẫn đá cẩm thạch 195, mã 51. Nhẫn đi ngựa tụi, cái nhẫn hộp trắng này nãy mới đi kinh đâu rồi, hộp trắng này. Cái đều rồi. Cái nhẫn hộp trắng này mấy chế không lấy đi, đẹp lắm luôn, mấy chế em lấy nhầm chế lại nhà, lấy hai chiếc hai bên luôn. Nhẫn y ngựa, chị nào lấy nhẫn y ngựa nè chị ơi,
Nhẫn hay ngựa 195 bao ship. Mã 508. Nhẫn hay ngựa 195 mã 508 chị ơi. Có lắc tay 508 luôn, có lắc tay 508 luôn. Nhẫn hay ngựa 508 cả nhà. Một nhẫn VIP 250. Ok chị Mai Nguyễn. Dạ, ok mấy chị. Đợi Mai Lê cứ chọn nhẫn này. Nhỏ chút để đeo rộng quá nó tụt mà. Nhẫn một cây trơn 17. Ok. Dinh Hữu ơi, có hai cây luôn Dinh Hữu. Bữa nay mày có hai cây đẹp lắm luôn. Hai cây nó có 250 ngàn thôi. Lấy hai cây đi. Bao VIP lấy ra cho coi liền. Nhẫn đá cẩm thạch. Đẹp lắm cả nhà ơi, 175 mã 175. Rồi lấy dây chuyền liền em. Dây chuyền phan lập tiếp tục. Rồi nhẫn đẹp, nhẫn vuông lớn đẹp lắm cả nhà ơi. Nhẫn vuông to hoặc có rết nha. Mày cũng còn ít luôn. Nhẫn vuông quá trời đẹp, 450, nhẫn vuông lớn mang lên mã. Cái hộp mấy chứ nhìn giùm em, nhẫn vuông hộp lớn, ba rết xung quanh kết từ viên hộp. Nhẫn vuông lớn 450. Mấy chứ đó nhẫn em lết luôn á. Em like nó thiệt, em là mẫu đẹp cho mấy chứ không. Mấy chứ nhìn giùm em, màu chuẩn đẹp nha. Nhẫn vuông lớn 450. Nhẫn vuông lớn 450. Rồi, cái dòng cẩm thạch Mai đang đeo là 550 chị Lai Phượng. Dây phan lập 508. Cho con nó mượn mấy mâm lại luôn. Dây phan lập có 600, 508. 700, 800 có đủ mấy chứ. Dây nhỏ là nhỏ nhất là Mai đang cầm đó 5-6 chỉ. 508. Đó đây lấy liền. Ôi mô Phật tôi. Rồi. Má chế coi dòng 800. Nhẫn 350. Đẹp lắm nè cả nhà, bộ không à. Mã 350. Dòng 800, nhẫn 350 có 1.150.000. Hộp đá cẩm thạch vuông lớn má chế mua 500.000 chưa được cái hộp này nha. Mai nói thiệt luôn. Hộp vuông lớn nha má chế nha. Rồi. Mai làm số nhiều không à? Má chế thế nè. Đó, mai làm là mấy mâm gì á. Đi 48 đến đi số 10. Rồi, má chế coi nhẫn 2 cây. Hai cây nó đẹp dữ lắm. Vòng cẩm thạch có giá bao nhiêu? Dòng cẩm thạch, dòng cẩm thạch là dòng cẩm thạch là nó có 550.000. Nhẫn hai cây đi, nhẫn hai cây đẹp lắm cả nhà ơi. Coi nhẫn hai cây giùm em. Một cây 150. Hai cây là 250. Hai cây 250. Có khách ký hiệu Mai thật là VIP luôn, nhìn giùm em. Đeo cả đời cả nhà, hai cây 250. Phật bà có màu đỏ nhỏ không? Có, hồng nhỏ ơi. Có em, cái bài đang làm mấy ngày có. Đang làm màu luôn, đang làm luôn. Rồi em lấy dây chuyền nè. Ba lai từ lơ tùm lum cho mấy cái coi. Dây chuyền 700. Dây chuyền 700. Lấy 700 đi giờ đeo mấy chế ơi. 7-8 chỉ mình rửa nó mòn nữa, 580 cho xíu xíu à. 580 nó có chút ép đẹp nè. Nè, 580 nè. 5-6 chỉ, nhưng mà nó chắc lắm. Chắc lắm, nha. Rồi, coi dây chuyền cái này mấy chị. Dây chuyền 900 mà nó khổ cây ba. Rồi, em gái coi dây chuyền chứ mày. Dây chuyền 900 khổ cây ba. Rồi, nhẫn một cây có luôn. 1.250.000 là dây Mai đang đeo. 1.500.000. 1.500.000 em còn cộng nào luôn. Đây mấy anh mấy chị lấy cộng này đẹp lắm nè. Mã 29 1.900.000. Nặng đặt 5 cây. Rồi cái chỏng này rộng quá nữa rồi. Cái con chút hơi nhỏ xíu. Mấy anh mấy chị lấy cộng này bóng đẹp lên nước nè. 5 cây 1.900.000. Mã 29. Rồi. Chút xíu mày lên dây mấy chế nha. Mấy chế lấy cộng này 1.700.000. Đeo quyết luôn. Cho chị may mấy chục mẫu lượng. Mai may kẹp được quá chị. Nhẫn may nhiều quá, như dòng đồ nhiều quá. May là dòng chiếc. Lắp tay rất là nhiều luôn. Rồi, dây 1.750.000. Nặng đặt 2 cây mét. Bên hông chậm. Mấy chế đeo xong rửa xà bông canh lấy khăn chùi nó. Xong bóng hết luôn. Mấy chế coi nhẫn cẩm thạch. Mã 140.000. 1.400.000 bớt 60. Còn 140.000. Một chiếc nhẫn. Đây cả nhà. Câu 11 về hả? Câu 11 về hả đây? 140.000. Mã 140. Có 140.000 đá cẩm thạch.
xanh lý cực kỳ vip luôn. Em bao mấy trái đẹp luôn. Rồi bá 140. Nhắn một cây có rất là nhiều luôn. Nhắn một cây. Nhắn một cây 150.000. Đẹp lắm cả nhà ơi. 5 chỉ 150.000. Một cây 150.000, mấy trái lấy 1 cây cho em lỗ luôn. Đi coi đây, nhỏ đây nào cũng có nha. Đây 1 triệu 250, nhắn được không? Được em. Muốn mấy tắc 4 tắc rưỡi, 5 tắc, 5 tắc rưỡi, 6 tắc. Bên mai, sửa mai làm. Mấy trái cứ yên tâm làm mấy, em làm tại nhà tại chỗ cho mấy trái luôn. Rồi nhắn một cây 5 chỉ 150.000 đồng giá. 5 chỉ một cây 150.000 đồng giá cả nhà. Ba nhiều lắm. Đây nè, bưng cái gì đây là cô bỏ vô. Nè mấy cái bên này nè, một keo vàng mà đựng trong keo không. Rồi. Ba bán nhà những chị yêu thương. Mấy cái thấy hàng của em nè. Em làm mà không kịp giao, bưng lòng mâm 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 không. Mấy cái thấy không? Mâm không luôn. Mà không đủ ly giao luôn á, mày nói thiệt. Chứ không có làm mà 2-3 cái đâu. Cái món một cái đâu có. Mấy cái thấy nè. Một mâm á, em kiếm chiếc nhỏ em đeo. Cái nhẫn này đẹp lắm cả nhà. Mẫu này mẫu dầm thiệt luôn. Cái tay món này nó nhỏ xíu, nó có đi năm mà. Mấy trái thấy đẹp chưa? Mũ sắc 7 màu 520, mã 520. Nhẫn 1 cây ni 750. Bao ship Minh Thư rồi. Có 3 cây luôn. Em chị nào thích bự lấy bự. Rồi nhẫn này mã 135. 135 ngàn. Mấy trái thích màu lợt có màu lợt, thích màu đậm có màu đậm. Mẫu này hàng đá cẩm thạch. Đây cả nhà. Mã 135 ngàn. Có dây 1 triệu 250 nam đeo. Dây 1 triệu 250 nam nữ đeo được chị Thu Hà. Nam nữ đeo, nam nữ đeo được, dây phan lập nam nữ đeo được cả nhà. Nam đeo được mà. Dây 1 triệu 250 dài 6 tấc 5 tấc 4 tấc rưỡi, mấy chị muốn lấy mấy tấc lấy. Ngày mai shop em điện em ơi. Chị lấy cho chị 5 tấc. 5 tấc là có ông Phật Di Lặc mai đang đeo nè. Ủa nãy tháo cái kiệm cho cô có mặt nào. Cho cô có mặt nào đeo với cái kìm. Dây 1 triệu 250. Mấy chị em mình thích lại 4 tắc rưỡi, 5 tắc, 5 tắc rưỡi, 6 tắc em làm cho mấy chị. Cứ alo em. Em sẽ chịu mấy chị hết. Cho mấy chị em mình đẹp, vừa ý nha. Rồi. Lắc. Nhẫn đá cẩm thạch. Bông hồng 300.000. Đẹp quá chị, nhẫn bông hồng 300.000. Đá cẩm thạch bông hồng, mấy trái thấy nhìn cái đá không mua hơn 300 ngàn rồi. Mai làm số lượng nhiều không? Trắng đi. Áo trắng là mặt trắng đi. Mặt tím đi. Mặt tím nhỏ đó mặt đi. Mặt nhiều lắm mà con. Rồi, con có mặt tím chưa? Rồi. Nhẫn bông hồng 300 cả nhà ơi. Nhẫn bông hồng 300, 33 mẫu luôn. Rồi. Em đeo mặt tím rồi cho mấy trái. Ủa cái màu này lên không, mở màu tím luôn. Mặt tím nó ngay nó thành màu gì luôn. Bũ sắc 7 màu đây con anh. Cho cô bũ sắc 7 màu 400 đi. Em mua nhẫn mà không có biết đeo đi mấy. Cho số ký chiều cao mấy lấy vừa. Kiền 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 hối với mặt mẹ con âm đi con. Kiền chạm hối mặt mẹ con âm đi con. Ok. Con lấy kiền chạm con bưng mâm này xuống đây cao quá. Ok ok. Kiền chạm hối mặt mẹ con âm. Rồi mấy trái coi dây sắn nè. Dây sắn mực. Một dây 850. Quên, dây phụng. Dây phụng mai bán gốc của đất luôn. Dạ cái dây trên cổ mai 5 tắc là khoảng mặt ông Như Đạt nè, cỡ này nè chị. 5 tắc còn 6 tắc là cộng dài. Cộng nào cũng muốn làm 5 tắc 6 tắc được hết trơn. Rồi tiền chạm mặt mẹ con âm nè chị ơi. Mặt mẹ con âm 280. Tiền chạm 450. Có nhẫn hình thôi không cô? Hình thôi là gì giờ nhớ hết nổi luôn. Nhẫn bay 1 triệu mẫu. Bay lại tới sáng luôn cho hết nhẫn. Nhiều mẫu lắm. Rồi mấy trái coi nhẫn nè. Nhẫn dài 150.000. Chiếc này nó bị xuất hộp rồi cô. Nhẫn dài nó có mâm thì còn mâm luôn. Nhẫn kim tiền hình thôi đúng không? Ừ. Cái nhẫn nào nó thấy để riêng đi lên. Nè lên. Cô lựa hàng không? Để riêng cho cô lên. Cái gì cô nhét vô đây chừng. Bỏ vô bọc riêng cho con. Cái bọc vào. Nè. Mấy trái coi nhẫn lưới 200.
xin lỗi, 195 mày có dòng nha mấy chế nha. Lấy dòng lên like luôn đi con. Mày nhiều hàng lắm, mày không like hết được. Dạ. Nhẫn này có 215 này cả nhà. Ôm dòng lại luôn con. Kim tiền nhẫn 6215. Màu mấy chế đẹp luôn. Kim tiền nhẫn 6215, mày có dòng 608. Đã vài bữa mày làm dòng giống này mà dài thì chè cho mấy chế trai nha. Dòng này mẫu này đang hot dòng thiệt luôn. 215 chiếc nhẫn cả nhà ơi. Lấy dòng đi con ơi, lại đây con. Ok anh Nhiên, ok em. Con bưng cái dòng lên đây cô chị nữa. Đây cả nhà. Cái dòng 608 nhẫn 215. Rồi, nhớ mãi giùm em mấy chế ha. Đeo dòng lưới đẹp lắm cả nhà. Cái vậy nó chắc nó đẹp. Rồi. Nhẫn 220. Nhẫn 220. 220. Dòng 700. Có mở phá đó chị nha. Phá chính xác luôn. Rồi gài hai cái móc lại. Cái dòng 700. Nhẫn 220. Cộng số điện thoại giùm em. Nhẫn lưới kim tiền dẫn sống nha mấy chế nha. Nhẫn kim tiền. Kim tiền hai cái đầu dẫn sống. Rồi con lấy nhẫn kim tiền 120 giúp cô đi. Chiếc này rộng tụt nữa. Cái tay mang nhỏ xíu à. Dòng lưới 600. Dòng lưới 600, mày có nhẫn lưới 200. Nhẫn lưới 200. Cái này nhỏ xíu công chúa luôn. Đây cái này. Nhẫn lưới 200. Dòng lưới 600 cả nhà ơi. Nhẫn hình thôi có em. Nhẫn hình thôi. Nhẫn hình thôi kim tiền 200. Nhẫn hình thôi kim tiền 200. Trang ơi phải chiếc này không Trang ơi? Chiếc bông ngựa có đi 20 có. Có Đức Giang ơi, có. Em 68 kg cao 1m62. Dạ ok Nguyễn nha, Nguyễn Thị ơi. Ok. Lấy dây 1.250.000, ok chị Thị Úc ơi. Dạ cảm ơn chị. Coi cho em coi bông tai. Ok Tiết anh này, đợi cho mày chút xíu. Hậu ơi, chị Mai chạy em Hậu ơi. Ok Thức Anh. Dòng lưới dãy cá 720. Nhưng mà dòng này không có nhẫn mấy chị. Cho con kim tiền chân 700 đây con. Dòng kim tiền chân nó hốt lại là cho em à. Dòng kim tiền 650. Kim tiền chạm 650. Rồi. Bay lên nhẫn kim tiền cho mấy trái đeo. Ghẻ đẹp đeo nhà. Dòng kim tiền 700. Mấy trái thay dạng mai nhiều lắm. Hủ gì nè. Rồi. Dòng kim tiền 700 bóng đẹp lắm nè cả nhà. 6 hàng dòng dính lại. Em rất là đẹp luôn. Kim tiền 700. Đẹp cả nhà ơi. Lấy dòng này đi cả nhà. Kim tiền đeo cho nó hên. Mà nó bóng. Nó dễ trà sẽ bóng lắm luôn. Chiếc này may bán rất là nhiều. Kim tiền 700. 6 dòng dính liền nha. Rồi. Nhắn kim tiền 120 mới đem đâu có tiêu rồi. Chị nào lấy mặt kim tiền, mặt kiền để số điện thoại giùm em nghe chị. Nhắn kim tiền mai một đeo mà mấy chị nhìn nè, còn mấy chiếc hết. Mày bán đắt lắm. Chị nào chưa mua trang sức bên Mai, nhà Mai lần nào, mấy chị lấy nhắn kim tiền 120. Kim tiền 120 mai bao ship. Đây cả nhà. Lấy thêm nhắn 120 thôi. Có gì đi không? Dạ, có gia bình 1.2 triệu, 1.1 triệu. Dạ. Lắc hoa to Mai đang đeo là 1.2 triệu. 1.2 triệu em pha ghi lê rồi. Dạ, nhắn một cây ok tặng chút. Rồi, nhắn kim tiền 120 cộng số điện thoại bao ship mấy chị ơi. Chưa nào mua trang sức em lần nào mua chiếc nhẫn đi. Cái từ từ mình mua nha. Dạ. Nhẫn 3 cây. Ok chị Lê Hiền. Rồi, mà lấy liền. Nhẫn 3 cây đi con. Rồi, mua nhẫn này lên đi con. Nhẫn 3 cây đẹp lắm. Nhẫn 3 cây bao VIP luôn. Em có mấy anh khách nam mà bữa con anh lại anh đeo bên chiếc hai chiếc về. Có 600.000 thôi mà nó đẹp, em lo luôn. Đây nè. Chiếc hết nè mấy cái theo. Nhẫn 3 cây chứ ơi. Quá trời đẹp luôn á. Bánh bao đúng rồi, giờ thở nha em đây. Ôi ôi, nó đẹp cả nhà ơi. Quá trời đẹp rồi.
Nhắn 3 cây có 300 ngàn. Ôi ôi đẹp, em cho mấy chú coi cái sắc bột ở trong. Chế đậu mua rồi biết đẹp liền. Nhắn 3 cây 300 ngàn chứ ơi. Ôi ôi nó đẹp. Nhắn 3 cây đi, đẹp lắm. Thiệt á, đeo sang, bự. Mình chán luôn, 3 cây 150 mấy triệu rồi. Mình đang có 300 ngàn bạc. Đeo cho nó sang, cho nó chảnh nha. Có người ta, có ai thì để mình đó chị. Dạ. Mình dễ làm ăn nữa. Không có nhiều tiền, không có bài màu, y như dọc thiệt. Mấy chế nhìn giùm em nha, y như dọc thiệt luôn. Khác chỗ nào hết thôi. Rồi, quay lên nhẫn mấy chế này. Nhẫn cốc 200. Lên đất tay đi con ơi, chỉ là nhẫn mấy chế nha. Cốc 200. Mà lên chút mày nghỉ mấy chế. Con này mày đuối quá, mệt quá. Chút nghỉ nha mấy chế nha. Lấy mình nhẫn kim tiền, ok nè 13. Ok chị Thắm Thắm Nguyễn. Lên lót tay mấy chế nha. Rồi. Dây một triệu, dây quên. Lắc tay 450. Nhỏ nhỏ mấy chế ơi. 60 chỉ. 450. Rồi. Phải không, muốn hết nữa nè. Bài bán đắt lắm luôn. một mâm đầy nhung bưng không nổi mà một ngày một là nó teo xèo teo hết từ rửa nó le luôn mấy chế không. Lắc 600. Lắc 600 một cây. Lắc quen lập 600. Rồi kiếm cho cô cái 700 hay con. 700 hết. Hết luôn mấy chế không. Cho đỡ giùm em đi. Lắc 700 hết trơn, trần trơn luôn á. Tối mới làm mấy chục mà giờ không còn mấy chế không. Hết luôn đó thiệt. Lắc 700. Lắc 700 một cây rưỡi, mã 30. Rồi, lắc 700 bữa nay trong đây không còn cái nào đó. Để con bưng lên thôi. 4 cây, 1.550.000. Nó chạy đi lấy đồ, phải cái mua xong rồi lại lấy này. Đâu con? Cái này lắp 1 triệu. Cái này nó 1 triệu đúng không? Con lựa nhiêu tiền? Để con lựa sao đứt giống luôn nè. Cái này nó 1 triệu á. Mã 33 nè. Cái đó giá nhiều. Em phải coi cái mẫu này. Mấy đứa em kiểm tra cái em đi bụi luôn á. Đứa nào lựa, lựa cho khách cô, này cô không, cái này là khách gửi đánh bóng dùng. À. Mua một cái nhẫn 250 mà gửi cái này cho mình đánh bóng à, dùng. Trời ơi, đúng là 700, hú hồn. Nó cháy coi lắc của em nè, khách đeo rồi nè. Khách đeo rồi á. Đẹp không, 1 triệu á. Đeo rồi mua rửa gửi lên dùm đánh bóng miễn phí nha. Nhưng mà mấy cháy không cần gửi lên shop mai đánh bóng đâu. Mấy cháy cứ rửa xà bông rửa chanh là lấy cái khăn này chùi nè. Lấy cái khăn đó, chùi 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 nó bóng à. Khách này là lắc cũ á mấy cháy. Chùi như nè. Chùi như nè. Rửa xà bông rửa chanh xong mấy cháy chùi vậy 1 phút mà. Cho nó hết, cho nó khô. Cho nó khô xong là mấy cháy xin chùi chừng 2-3 phút nữa nó bóng nữa. Đó, chùi như thêm em. Cái lắc này là mã 33 triệu nha mấy cháy. Lắc này của khách mua rồi. Nguyên gửi đàng hoàng con. Đây cái lắc 700 mấy cháy coi lại giùm em hết trơn hàng. Hết hàng luôn. Ngày mai có mấy cháy nha. Mai có. Lắc 700. Không còn chiếc luôn. Bài bán đắt lắm, bài nói thật ngày nào cũng giờ nào cũng làm hết trơn. Lắc 700 mở 30. Chắc mua rồi nè mấy cháy. Đang gói đồ á, mấy bé đang gói đồ. Cho mấy cháy nhẫn kim tiền nhỏ 120. Ok, một hộp thuốc chùa đồng. Ok chăng luôn. Chứ mai cảm ơn em. Rồi. Đây cái lắc trái tim nãy có em nào hỏi là không có sòn á, mơ chiều có nghe em, đợi vài ngày mai làm luôn lắc trái tim sòn. 1.800.000 mã 44. Em nào chị nào thích lấy giống vậy mà không có sòn là không được, hai cây máy nè, mơ chiều mai làm luôn. Rồi. Rồi, đứng này lên coi. Bữa nay muốn hết lắc rồi, mâm nào cũng hết trơn mấy cái nhìn này. Hết sạch sành xanh luôn. Tết, qua Tết mà em bán đắt còn như trong Tết luôn. Bán đắt hơn trong Tết luôn. Em nói thiệt. Bán đắt hơn trong Tết luôn cả nhà. Lắc 700. Lắc 700 mã 30. Lắc 700 mã 30. Một cây rưỡi cả nhà ơi. Mấy cái lắc lắc mã 45. 1.500.000. Lắc sòn 1.500. Ủa cái này 1.1 chứ. 1.1 cả nhà ơi. 1.1 đúng không con thêm. Con người mã cho cô quên luôn. Cái sòn năng lực đó hả? Là 1.800.000 gì đó. Cái
triệu 80 cả nhà ơi, triệu 80 mã 45 sòn cả nhà nha, sòn sòn giùm em cả nhà ơi, sòn tắm trong cái lớp không nè, như vàng á mà nhiều quá mà nhớ không nổi nữa chị. Rồi lắc khoan lạc 5 cây, khoan lạc 5 cây 1 triệu 850, lắc 700 mã 30. Ok chị Ngọc Thúy ơi, cho em Mai số điện thoại mới được chiêu. Mấy chị đặt hàng cho Mai xin số điện thoại nha cả nhà ơi. Dạ cho em xin số điện thoại. Dạ lắc mã 35 600.000 lắc kim tiền cây máy luôn cả nhà, mã 35 600.000. Rồi lắp 3 cây bảng là bữa nay sạch trơn luôn. Còn 2-3 cái hết luôn. Con ghi lắp 3 cây bảng hết đi. Lắp 4 cây bảng 1 triệu 6, 3 cây hết. Má chế có lấy mai làm 2-3 ngày có nha. 3 cây có 1 triệu 3. Hết rồi má chế. Lắp chạm mã 33 1 triệu 50 ngàn. Lắc chạm mã 33 1 triệu 50 ngàn, nặng đặt 2 cây rưỡi mấy chơi. Mã 35 600 ngàn chị Thủy Tiên ơi. Ok nhắn thêm tiền 120. Ok chị Linh nha. Dạ Linh bông hả? Nhắn bông mai đồng vàng 150. Ok em chắc mai lấy cho em liền. Ngọc Mỹ Thiết Ngọc Mỹ. Ok mã 35. Ok chị Thủy Tiên. Ok chị Ngọc Thúy cho số điện thoại 09 đuôi. Rồi cho lắc tay. Lắc tay này là lắc tay bông sen 900. Bông sen cả nhà mai có nhẫn nha. Lắc bông sen 900. Cái nhẫn mặt vuông 24 cho anh đi chị. Ok, ok có luôn. Rồi, nhẫn đồng vàng 150. Nhẫn bông mai đồng vàng 150. Bông mai đồng vàng 150 em gái ơi. Đẹp lắm, đeo cả đời luôn. Rồi, bông mai 450. Ê xin lỗi 400, 400. Bông mai 150, hai chị gửi cái này tới 8 chị nha. Bông mai 150. Nhắn vuông một cây cho cô đi. Lắc vàng chanh mã 100 1 triệu, màu vàng chanh cả nhà nha. Màu 18 là đây. Màu vàng chanh là đây. Màu 18 đây cả nhà nha. Màu 18 đây. Nó chế nhìn dầm vàng bên em, ba màu, không có nào ba màu hết. Màu vàng chanh là màu giống Sài Gòn. Đó. Màu vàng chanh, mã 100 1 triệu. Rồi, con ơi, bưng lên con. Hoa Huệ, ok em Hoa Huệ. Mai chào em nha. Rồi. Nhẫn một cây chạm 250 chứ ơi. Cây chạm 250. Cây trơn 250 luôn. Chạm là mặt tợ nó chạm vuông nè, ở trên bằng nè. Một cây 250 chứ ơi, 5 tỷ 200. Mà kiếm làm chỉ cho chơi liền. Có 2 cây 3 cây luôn. 3 cây là 400. Còn 5 chỉ vuông mặt tợ 200. 5 chỉ vuông mặt tợ 200. Có chạm luôn nha chứ nha. Vừa lắm trong em. Có chơi có chạm đầy đủ. 5 chỉ 200. Đây con. 1 cây 250. Lên đây con. Lắc tay màu vàng chanh 1 triệu mã 55. Bảng 2 cây mấy hả chị ơi. Màu vàng chanh giùm em nha. 1 triệu kết bạn Zalo mình đi bạn. Thủy Tiên ơi. Thủy Tiên bấm số kết bạn với Mai. 0776399972, 0776499972 đều có Zalo. 0918487872 có Zalo luôn. Bữa nay em có mấy cháu nó trắng nhắn Zalo mấy chế rồi. Một bữa nay khách đông quá mấy chị. Ở nhà sáng giờ nhầm bé nó. Nhầm bé một qua nó coi 5-6 máy, hôm qua sợ nghỉ luôn. Có con bé mới vô á mấy chị. Nên nó coi 6 máy nó sợ quá, bữa nay cô ơi con xin nghỉ chạy luôn. Chạy luôn. Nghe máy sợ đau đầu chạy luôn mấy chứ. Em Mai nó thiệt luôn. Nghỉ 2 bé rồi, 2 bé nghe máy sợ quá chạy luôn. Em nói người ta mới vô mấy mày bắt cho coi tới bằng 6 máy, 7 máy, 8 máy. Mấy chế biết là đông quá. Rồi chạy ra bán. Chạy qua gói đồ, chạy qua. Nghe xong sáng mai xin nghỉ luôn, rồi muốn xỉu luôn. Nhà máy không mà sợ nghỉ mới chứ coi có cười không. Ở đây làm đâu có gì cực đâu, có nặng gì trên chỉ có nhà máy là cực thôi.
màu tím 1.200.000, lắc màu trắng 1.200.000, mã 120, màu trà 1.200.000. Chạm nha chế, ok. Các cô muốn xem dây bình, dây bình một bình, dây bình chị ơi, bà đỏ cho em đi. Dây bình 1.200.000, dây bình 1.100.000, hết trơn rồi, còn 2-3 cộng hết. Dây bình cô đẩy cho em đi. Lắc bi 550, lắc bi 550. Đây lắc mấy cái lục, lắc này mã số 10 chanel neo, mã số 10 chanel neo 630. Đây cả nhà ơi, mã số 10 chanel neo 630, mấy em trẻ đều đẹp mấy em ơi, 630 mã số 10. Rồi quay qua luôn nha, chanel mã số 9800, quen lặp chanel mã số 9800. Rồi lắc mã 37 chân bóng 500, bạn đặt cây máy luôn, bóng đẹp cả nhà, 500 mã 37 500. Mấy cái coi dây chuyền quen lặp thôi, 1.500.000 mã 150, nên gặp nào lại cái đó đây mày cả nhà ơi. Dây chuyền quen lặp bạn đặt hai cây máy ba cây, mã 150, 1.500.000. Em vô mũi tay dùm chế ơi, lắc tay mã 35 1.000.000, xin lỗi 600.000, mã 35 600.000, lắc kim tiền. Rồi con mưu lên tay vui thở hết nổi đó chứ ơi. Thằng viên trái chốt hàng thiếu em 1 khủ chú đồng, em có tính tiền trong đó không? Nhân viên chốt hàng thiếu em 1 khủ chú đồng, có tính tiền không hả, là chưa tính tiền à, có tính tiền lộn không em? Thấy chẳng con bấm đơn thấy chẳng cho Ly coi là thiếu hủ thuốc triệu đồng này. Thiếu mà có tính tiền cho em, nếu mà chưa tính tiền mai chứ là mai đợi trả cho, bấm đơn thấy chẳng cho Ly coi hình lại coi thiếu hủ thuốc triệu đồng này có tính tiền đúng chưa. Mình thiếu nhiều quá sốt em, có thiếu cho mai đợi cho. Lắc bản vuông, lắp sòn vuông, lắp sòn vuông cả nhà ơi, trắng xanh lá đỏ trà 600.000, đai dây đồng hồ quá là phá hợp 600.000, mấy em trẻ trẻ đẹp đẹp luôn mấy em ơi, lắp thuật vuông 600.000 mã 600 giùm em. Rồi mấy coi hình lại mấy em ơi, chứ gửi trả cho em không sao đâu, mấy chứ gửi cho em chứ chẳng lên. Thiếu hữu thuốc tự động đúng không, 30.000, ok. Rồi cái lắc bông hồng cả nhà ơi, lắc bông hồng, lắc bông hồng chứ là khỏe không, lai phụ con hơi và chị vô lai hộ phụ con hơi ơi nè, mở cái gì còn đông quá chị ơi, 200 mấy người luôn nè chị ơi, vô lai thuốc thôi cho chị em lai phụ thôi chị, bên này em thuốc yeah, vô đây chị, em tới rồi đây, vô lai thôi đi, 800 sao con không vô lai. Alo, nay có mình lên nè mấy chị ơi, mấy chị thả cái tim với lấy hên đây. Đầu khổ đi ghê. Lắc mã 19 800. Giúp em đi mấy chị. Like nay cho nhiều nhiều cái cho mấy bà sợ chơi coi. Mấy chị lấy giùm em nha. Nè mấy chị, trời ơi thả tim rồi đó nha, có tim rồi đó. Cũng giỡn. Mã 19 800. Mấy chị thấy rõ không? Này là lắc cẩm thạch 550. Ồ tim quá trời tim luôn kìa, đừng giỡn. Lắc cẩm thạch 550 mấy chị, rất là đẹp. Đẹp lắm. Nè 550. Rất là đẹp. Thấy không? 550. Nè ấy đi em tặng quà nè. Tặng quà cho mấy chị nè. Trời ơi thả tim thì nhiều vô. Tim thì thấy thương không? Đó. Alo nè, em tặng quà cho mấy chị nè. Một ngày là có một chuỗi đúng không? Một chuỗi. Đó vậy nè, tặng là một phần. Thấy không? Thả tim đi lát ha, mấy chị ấy được quà đó. Không? Đó, tim kìa rồi. Nè lắc giải cá nha chị. Nói gì đi. Lắc giải cá mà chị hiểu.
Nè là 1,5 triệu nè chị yêu. 1,5 triệu lắc để cá đây. Rất là đẹp. 1,5 triệu. Ôi thả tim kìa thấy chưa. 1,5 triệu nè chị yêu. Giúp em đi mấy chị. Này là lát này 175, 1,750, rất là đẹp. 1,750, đây đây sang lắm mấy chị, rất là sang. Trời ơi, tự nhiên tính đi tắm mà bắt đây bắt luôn. Lát mã 49. Alo, lát mã 49, 900. Lát mã 49 nè chị, rất là đẹp luôn á. Mã 49. Mã 49 900. Này là lắc mã 44. Lắc mã 44 1,000. 1,100. À, rất là đẹp. Em để ha, em để gì em lên luôn. Không. À. Lắc mã 44 1,100. Cái này là lắc gì? Lắc 3 cây 5 cây. Lắc này là lắc 4 hộp 500. Mã 51. Mã 51 500. Rất là đẹp luôn á mấy chị. À, tổng thật là nó hai ba lội luôn á nha. Nè. Thấy chưa? Rất là đẹp. Rất là đẹp luôn. Đó. Màu đỏ rồi có màu xanh này nữa nè, rất là đẹp luôn mấy chị yêu. Hôm em mua lắc giờ em muốn đổi sang xi men được không chị? Được nha em, được nha em, em đổi sang được, em gửi lên đi chị đổi cho. Đọc phần mưa của đi có gì nữa đâu xạo quá ơi. Đâu người đẹp đâu. Đó người đẹp lên lai đó, đi nhẹ. Mắm giáo bình. Ủa cái cô mắm giáo bình. Cô mắm giáo bình. Cái bình mối của mình. Mối của mình. Nguyễn Nga, hello chị. Cái lắc này là 580. Ủa 850. Mẫu mới này chị, đẹp lắm chị, 850. 850 nè chị. Này là mới về là nhóc luôn nè. 850 rất là đẹp luôn. 850. Thấy không đẹp không? Rất là đẹp luôn á chị. Em bữa nay em lên là mấy chị á. Lắc này là mã 90 nha chị. 90 900. Mã 90 900K. Rất là đẹp luôn. Sang. Em không đeo em cũng đẹp. Chị cho em xem lắc bảng đi chị. Lắc bảng. Rồi ok chị. Đây là chị 5 cây. 3 cây, 3 cây là 1,3 triệu. 5 cây là 1,8 triệu. 1,8 triệu mấy chục. Năm cây là 1,850. Ba cây là 1,3 triệu. 1,850 không? 5 cây là 1,850. Còn 3 cây là 1,3 triệu. Này là mã 17 900 ngàn. Rất là đẹp luôn đó chị. Con đọc mấy này hồi nãy cô không có đọc. Này là hả, mã 17 900. Đẹp lắm mấy chị. Mã 17 900 ngàn. Mã 16 780. Mã 16. Mã này mã 16 là chị em ơi. Ra đây xong. Mã 16 780. Rất là đẹp luôn á mấy chị.
cái này là mã 15, 800 ngàn. Lắc mã 15, 800. Rất là đẹp không? Đó, đẹp. 800. Có gì? Mã 36, 500. Cái này là mã 36, 500 ngàn. Mã 36, 500. Rất là đẹp luôn á mấy chị. Mã 36, 500. Không ai nói gì không? 36, 500. Cho em coi nữ dài lại đi chị một. Trời ai nó vậy biết mình luôn. Nhẫn trên tay chị đeo bao nhiêu nhẫn? Nhẫn nào? Nhẫn này á, nhẫn nào? Này là mình lấy ở đây không nè mấy bạn ơi. Cái này mã 11, 11 triệu 3. Rất là đẹp. Mã 11 1 triệu 3 nha. Mã 11 1 triệu 3. Mã 11 1 triệu 3 nha chị yêu. Mã này là mã 71 550. Mã 71 550k. Nay tiếp khách nhiều quá mà mai không mệt. 550. Nhẫn trơn tay bao nhiêu trời này? Nhẫn kim tiền người đẹp ơi. Nhẫn kim tiền mà mình đeo lên 120 nè, người đẹp yêu của em. Xin em. Chị ơi, chị Phạm ơi, chị coi xi men nãy gì? Xi men gì giấy lên đi em lấy cho chị coi. Cái này là mã 4. Vì sao có gì chịu hả? Mã 45. Người này có 1 triệu mà. 1 triệu 080 ngàn. Mã 45. Mã 45. 1 triệu 0. 80. Lò xo đâu có hàng, chưa có hàng người đẹp ơi. Chưa có hàng nha người đẹp. Lò xo chưa có hàng. Giờ lên tới cái gì, lên gì đây? Lấy bộ vòng à, mà mã 395. Bộ vòng 395. 1 triệu 2. Lấy bộ vòng. Lò xo đi cô. Lò xo chưa có. Lò xo chưa có nè người đẹp. Nhẫn nào người đẹp yêu trời ơi trời quá. Tôi có mấy con sống của tôi mà cái đòi hỏi dầu ghê. Nè dòng này dòng đẹp lắm mà người đẹp mới về đó. Mới về đẹp lắm này nha. 395, 1 triệu 2 rất là đẹp luôn. Mã 395. Này nhẫn đây, nhẫn có mấy chiếc rồi, còn mấy chiếc hết luôn đó, đắt lắm á. Cái này đang bắt đắt. Rất là đẹp. 395. 395 ngàn bộ của nó nè. Đẹp ghê không? Cô hỏi cô Cúc Nguyễn, em nhận dài lại chị mà mã mấy? Nhẫn dài mã mấy nha chị Cúc? Chị Cúc Nguyễn á. Chưa cô. Gửi hàng cho con gì cô. Có chốt là có gửi nha người đẹp yêu của tôi. Chị bánh bao nè, thấy chị không quên comment nãy giờ. Em mới thấy luôn á chị bánh bao rồi. Thấy thương quá à. Biết con đứng cạnh cô nữa. Thấy chị không quên nãy giờ. Giờ thấy rồi đó chị yêu. Giờ thấy chị rồi đó. Lò xo đi cô, trời ơi tội nghiệp quá à. Lấy bộ vòng mà.
Bạn cũng muốn làm tôi rồi đó, người đẹp yêu của tôi. Chị ơi, có vòng chạm 18-0-1. Cô lấy cái này B30-220. Ủa, cái này đẹp lắm nè. B30-220 này rất là đẹp. B30-220. Vòng B30 này đẹp lắm nè. Cái vòng này dễ thương lắm. Rất là đẹp luôn á mấy chị. Đẹp không? Rất là đẹp luôn. B32-280 bông này là đẹp, này nhiều lắm mà nay hết. Cô Mai mệt rồi mấy chị ơi. Chúc cô Mai ra liền. Đôi bông này B33-220 rất là đẹp luôn rồi, nay bông đẹp quá. Bông này đẹp lắm mấy chị. Đôi bông rất là đẹp luôn. B33-220 lấy bộ mã 295. Ok người đẹp yêu, để số điện thoại lại cho mình đi người đẹp yêu. Lên nhẫn nhỏ nhỏ hả? Nhẫn nhỏ nhỏ kìa. Đôi bông ngọc trai 250. Đôi bông kim cương 6 ly một bộ 800. 6 ly nha. 6 ly nha mấy chị. Rất là đẹp. 800. Kim cương nhẫn 2 ly phải không? 2 ly đây, này là nông phải không? Nông hay là phá? Phá chui. Này là phá chui 650 một bộ. 2 ly. Chạm. Rất là đẹp luôn á mấy chị. 650. Có lên vòng xi măng không chị? Lên rồi. Lên rồi mà tại em không coi á chứ. Còn mã này là 0003 nè, mã mới nè. Wow. Hôm nay bán nhiều lắm luôn nè, này đẹp lắm. Này là y như vàng thiệt luôn á, nhìn đẹp lắm. 003 700 một bộ. Xem dây ống chút nhỏ đi chị. Dây ống chút. Đôi bông này là đôi bông đôi bông ngọc trai 250. Cái trâu ngọc trai. Ngọc trai hả? Ngọc trai dài nè, cầu te 250. Đôi bông 250 nha mấy chị. Rất là đẹp. Rất là đẹp luôn. 250. Nè chị, dây ống trúc nè. Ống trúc nhỏ loại 400 nè. 400. Này mình có dây lớn không mà tụi con? Cái chút nhỏ 400. Nó nhiều loại lắm á chị. Mà nhầm bà tàu lao mất chứ mai chị nói chuyện quạ. Mình có quạ đâu, tại cái tật mình hay nói chuyện lớn thôi. Chứ mình dễ thương chết luôn á. Ai vậy chị nào nói mình vậy vậy? Một đôi bông ngọc trai B14. 200. Này B15 phải không? Này là B15, như này là B15 không? Cái lẽ B14. 14 là này phải không? Sao nó thấy giống nhau quá. Nè, bên này là B mấy? B14. Nè, B15 này như 200 nè mấy chị. Rất là đẹp. Cái vòng này dễ thương lắm. Còn này là đôi bông bông túi tiền B24, rất là đẹp. Cái này là 300. Còn cái loại này là 220 nè mấy chị. 0045 220. Coi mấy chị. Chị ấm chút 400 vậy. Làm sao không hiểu như vậy chị? Xem dòng ống đi chị. Dòng ống đâu? Cái này là đa bông B29 275. B29 275 rồi. Thấy không? Đẹp, rất là đẹp luôn. Cái đôi bông này dễ thương lắm, đen mua đen lắm mấy chị. Nè B29. Có người khen cô kim hoa đẳng. Khen gì? Bao nhiêu là em nhịn hoa chị nhịn cho em, chị đừng nói chị nhịn thương.
Cảm ơn chị nha chị. Cảm ơn chị nhiều nha. Chị Kim Nga Đặng, em cảm ơn chị nhiều nha. Đây. Này, chị ông chúc nhỏ ok chị yêu để lại số điện thoại mai nhân viên chốt. Đôi bông này là ngôi sao 250. Rất là đẹp luôn đó mấy chị. 250. Rất đẹp không? Rất là đẹp. Chị Phan Hồng Loan ơi, chị để lại số điện thoại nha chị. Dạ. Gì vậy? Gì? Lấy chị dây ống chút nhỏ 400. Ôi cảm ơn người đẹp nha. Mấy em quá trời luôn, ngày mai là người đẹp là mấy trời vậy? Ừ. Có lắc nhỏ không? Lắc có chị nhỏ, có. Lắc hơn lật nhỏ, có. Chị, đôi bông này là 3B32, 280 ngàn. Mấy này rất là đẹp luôn á chị. B32, 280. Rất là đẹp luôn nha. B32 208. Còn đôi bông này là kẹp vô lỗ tai nè, là mã 5 250. Rất là đẹp luôn nè chị yêu. Mã 5 nha chị, 250. Rất là đẹp luôn á chị. Bông này là kẹp lên lỗ tai đẹp lắm. Tại vì em không có sửa sạn, em sửa sạn em đeo lên cho mấy chị coi là rất là đẹp, ok luôn á. Thả tim đi, rồi thả tim cho phép khỏe làm coi. Để mệt quá. Nè chị, dây thiên lạc nhỏ đây 450. Nè 450. Thiên lạc nhỏ đây 450 nè. Rất là đẹp. Trời, thả tim nữa cho khỏe để ngồi kìa. Cảm ơn mấy chị nhiều nha. Nè 450. Mai chị Mai đang mệt rồi, vô nghỉ mệt chút xíu da nha chị. Này là lắc 450. Công nghiệp với chị nữa. Anh Mai này nó đuối lắm rồi chị ơi. Này nó đuối lắm rồi đó. Đôi bông B28 280 ngàn. Rất là đẹp. B23 hả? B23 chị 300. B23 300. Ví dụ em lên mà em có nói gì sơ sót mấy chị đừng nấy em nha. B23 300 ngàn. Này là nhiêu? B28 này chị yêu. Rất là đẹp. B28 280 ngàn. B28 280 ngàn. Chị thấy đẹp không? Mấy cái này là móc hết ra chị. Móc luôn nè. Chưa móc rất là đẹp luôn. Chị Cúc Nguyễn không ai thấy bình luận em hết trơn buồn ghê. Thấy rồi nè chị ơi. Lấy chị dây ống 400. Cô Cúc Nguyễn. Em thấy chị vậy nè chị yêu. Chị Cúc Nguyễn. Giàu ghê luôn á. Em không, em sơ sót quá. Đâu không em không gì đẹp á. Đôi bông này là 250k. Rất là đẹp. Rất là đẹp nè chị yêu. 255. Mã 250, 250k. Mã 250. Cho em xem vòng tay bông mai đi chị. Nhiều lúc thấy mấy bà vô duyên mét nói nhân viên chốt, nói chuyện tộc nghe mà thích giùm chị và mấy em lắm. Trời, cảm ơn chị Ly Phi Phan nha. Cảm ơn chị Ly Phi Phan mấy em nha. Dòng này là dòng bông mai nè chị, 800. Chị Ánh Đăng Huỳnh ơi, dòng bông mai nè. Dòng bông mai 800. Đây, dòng bông mai rất đẹp. 800 ngàn nha chị. Dạ, 19-20. 19-20 cm. Cái này là 800 ngàn nha chị yêu. Dòng này là 800. Chị làm ơn chị để là chiều cao cân nặng cho em nha chị. Có gì em điện chị nha. Mấy chị làm ơn để là chiều cao cân nặng cho em đi. Bông này bông đó. Mã 27, 275 ngàn nè chị. Rất là đẹp luôn, mấy bông này đẹp lắm chị. Mã 27, 275 ngàn. Rất là đẹp luôn phải không?
mai em sẽ sạn sớm em lên em lai cho nó kịp đâu. Hôm nay em đâu sẽ sạn đâu, để nguyên thiện như luôn đó. Đôi bông bướm 300 không, 300 mấy 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 đứa về ra phải 300. Bông bướm này như 420 mà. Bông bướm này 420 nè mấy chị, rất là đẹp. 420 nó có mấy màu là trắng màu đỏ rất là đẹp luôn, được không? 420 bông này giá nhiều luôn không biết luôn nè. Bông tàu nhỏ 195, này là bông tàu nhỏ 195, bông lớn 200 nha mấy chị. Bông tàu nhỏ 195, đồ phen lớn là 200, lớn là nào này. Loại này là 200, này là 195, nhỏ lớn là 200, không rất là đẹp. Lên nhận nhỏ nhỏ đi cô, lên nhận nhỏ đi. Rồi ok mấy chị nha, nhiều khi em có sơ sót gì mấy chị đừng buồn em nha. Mới nhẫn này là mã 0030 nè, giống chiếc em đeo cái gì nè, 0030 175 ngàn nhẫn 003 này là 0030 nha chị, 175. Còn hồi xưa giờ đeo uống đem cất lụm đeo á. Rồi ok, nhẫn cưới 195 này là nhẫn cưới nè chị, 195k nhẫn cưới 195, rất là đẹp. 0010. Nhẫn này là 0010 150, 0010 150k rất là đẹp, 110, 150, 0038 195 ngàn, này đẹp rồi mấy chị, 0038 195 rất là đẹp luôn á, mấy này bán chạy lắm mấy chị, 0038 195. Lên lên nhẫn mã nhỏ. Chị ơi, chị bỏ số điện thoại lại đi, giờ mai rồi tụi em điện cho mấy chị. Nhiều khi điện mấy chị không có, tụi em xong rồi điện qua lần nữa, lần thứ hai mấy là tụi em bỏ. Mấy chị mấy là mấy chị để số điện thoại là cho em, đi mai em điện cho. Nhẫn này nhẫn tỳ hưu 150 nha mấy chị. Nhẫn tỳ hưu 150 nó có mấy màu. Đâu? Mấy màu luôn á, màu đen đây. Không về màu xanh này khác này luôn. Rồi chữa chị nhẫn tỳ hưu 150 rất là đẹp. Nó cô nó nhỏ hả? 0029 175, nhẫn này 0029 175k. Em nói lớn hay nói nhỏ em mấy chị? 0029 175k, 175 0022 195 rất là đẹp luôn mấy chị, thấy này nhỏ không mấy dễ thương, 195k. Trên xi men đi chị. Xi men loại nào chị yêu? Mẫu mới đẹp lắm đó chị ơi. Chị ơi, 003. Mẹ con đâu rồi? Mẹ con bữa nay mệt rồi. Mẹ con mệt, mẹ con vô rồi, chút xí mẹ con ra nha. Nha con gái, đây là mã 003, xi men mã 003, mẫu mới là chị đẹp lắm.
mấy bữa nay bán này dữ lắm luôn á. Ngày nay trời ơi, mới hết khách luôn á mấy chị ơi, mệt lắm. 003 700. Cái này là 004 nha mấy chị. 004 700 luôn, rất là đẹp. 004 này mấy ly nha, 3 ly rưỡi. 004 3 ly rưỡi nè chị. Rất là đẹp luôn mấy mẫu này, hôm nay bán đắt, mấy bữa nay bán đắt mấy mẫu này dữ lắm. Cái này là loại trơn. Vàng chanh này giá nhiêu? Này 650. Cái này có năm có phá luôn nè, đẹp. Dòng trơn nè, 650. Vàng chanh nha. Cái này là vàng chanh nha người đẹp. Rất là đẹp luôn á, 650.000. Rất là đẹp. Cái này là dòng kim tiền. Dòng kim tiền này 220 một chiếc. 220. Dòng đôi đâu? Này là 220. Còn cái này dòng đôi là 300. 300 là dòng đôi bán bự hơn. Dòng đôi là 300. Rất là đẹp, 300. Cái này là 300. 20 đẹp quá ha. Này là xi-men mã 20 là dòng nông nè mấy chị. Mấy cái này là bán đắt hàng nhất luôn á. Đẹp lắm. 20. 550 một bộ. Xi-men như một bộ. Xi-men mã nào chị quý? Cái loại 4 ly á, 003 là 700. Loại 3 ly rưỡi á là 004 là cũng 700 luôn. Còn cái loại này là 2 ly nè người đẹp, 2 ly. 2 ly đẹp. Cái này là 550. 550. Một đoạn về quá. Mình là chị nói con này là dòng lòng mới về là 750, 750 rất là đẹp luôn. Cái này bán cũng đắt hàng, mấy bữa nay đắt hàng lắm nè. Rất là đẹp luôn không? Này đeo là y hệt như vàng, cái này là vàng vàng kiểu vàng dòng 4 số luôn đó, đẹp. 750 mấy chị. Đẹp không? Rất là đẹp luôn. 750. Này là xi-men cắt tường. Cắt tường 7, này 700 luôn không đây. Này là cũng 700. Mấy xi-men này đẹp lắm. Xi-men tài lọc 700. Nè, tài lọc này cũng 700. Tài lọc. Xi men vàng chanh có khóa. Để là điện thoại đi em. Vàng chanh có khóa luôn á, là 650. Có khóa nông luôn á. Trinh Vinh ơi. Lên nhẫn nam nha mấy chị ơi. Giờ lên nhẫn nam. Nhẫn nam là mã 30. 300. Đẹp lắm mấy chị, này màu đỏ không ạ? À? Rất là đẹp. Nhẫn nam 300. Mã 30, 300k. Rất là đẹp luôn á. Nhẫn 4 số 9 200. Này là 4 số 9 200. 4 số 9 đó mấy chị, 200, rất là đẹp. 4 số 9 200. Rất là đẹp luôn chị. 4 số 9 200. Đây là mã 100, 300 ngàn. Phước Lộc Tài 300. Nó chơi rất là đẹp luôn á chị. Phước Lộc Tài là 300. Mã 100 cũng là 300. Nó khác nhau nè, mã 100 là đây. Còn Phước Lộc Tài là này. Chị em công cho em xin tin đi chị. Ok chị, để lại số điện thoại cho chị ơi. Thôi nên em gọi cho. Này là nhẫn tỳ hưu 600. Nó có 4 màu.
màu đỏ, màu xanh, màu trắng, rất là đẹp luôn á chị. Nhẫn tỳ hưu nam 600, đẹp không? Này có màu đen nữa, màu đen nữa nè, màu đen cũng đẹp nữa không? 600. Nhẫn này là 0032, 320, nó có mấy màu, màu đỏ nè, màu trắng nè, màu xanh nè, 320, 0032, 320 ngàn. Chị Trinh Quỳnh xin em rằng chanh có phá không? Có phá chị, có phá mà có nông luôn, nó hai loại. Cái này là mã 400 nha chị, 320. Nó có mấy màu, màu xanh. Màu xanh, màu đỏ, nó có hai màu à. Nó có hai màu à. Cái này là 320, mã 004, 320, mã 004 nha chị. Những ngọc trai 500. Cái này là mắt mèo nha chị, 500 rồi, rất là đẹp. Nó có mấy màu luôn á chị, rất là đẹp luôn á chị ơi. Đẹp ghê không, màu xanh. Cho xem tin đi chị, đặt lên 100 đồng. Rất là đẹp đó không, đẹp ghê không. Cái này là 500 rồi, mấy màu luôn, đẹp quá. 500, rất là đẹp luôn á chị. Độ đây là mấy chị khỏi chê. Nè chị, tận kinh nè chị yêu. Tận kinh nè chị, 5 cuốn 0 đồng. Chị nói kinh để số điện thoại là giùm em, để địa chỉ làm cho em. Tận kinh 0 đồng. Cái này là mã 480, 480k. Cái này là có một màu nha mấy chị, rất là đẹp luôn nè, rất là đẹp luôn á chị ơi, rất là đẹp. 480k. Ủa cô may rồi, không ra nổi. Cái này là mã 11 nha chị, mã 11 200, mã 11 200k, mã 11 200. Mã 11 200. Mã này mã 75 200 luôn nè chị, rất là đẹp. Rất là đẹp luôn, 200. Rất là đẹp luôn á chị. 200k. Mã này là 003. Nó có 3 màu. Mấy màu ta? 3 màu. 3 màu nha chị. 300 ngàn, rất là đẹp luôn. 300. Độ này đẹp lắm mấy chị ơi. Màu này nữa nè, 4 màu. Đẹp ghê không? Xi men vàng chanh có phá. Có nha chị. Nhẫn này là mã 5 250. Mã 5 250, nhẫn nam nha mấy chị yêu. Mã 5 250. Đẹp không? Rất là đẹp. Mã 5 250. Mã này 350. Có 3 màu nha chị yêu. Nó có 3 màu. Màu đỏ, màu xanh, màu đen. 350. 350k luôn.
chị Mai ơi, Mai điện em. Ok chị đi quan quan lê nha chị, Mai em điện cho. Rồi nó có hai màu, mã 002 350, hai màu, màu xanh với màu trắng, 350 chị. Màu trà nữa là ba màu, màu xanh, màu trắng, màu trà, ba màu nữa mấy chị, 350. Mã này 37 nha chị, 200. Mã 37 200k, rất là đẹp. Mã 37 200. Mấy chị nào có mua để số điện thoại là giùm em nha. Chị Mai ơi, Mai điện em. Rồi ok, ok chị Ngoan Lê nha, Mai em điện cho. Nhẫn phúc đồng vàng là chị 300. Phúc lộc tài 300 mà có đồng vàng, mà có đồng đỏ luôn nha chị yêu. Cái này đồng vàng, cái này đồng đỏ. Nó có hai loại là đồng vàng, đồng đỏ luôn chị. 300 ngàn, rất là đẹp. Đồng vàng, đồng đỏ 300. Cái này là mã 40, 200 ngàn. Mã 40 nha chị, 200. Mã 40 những nam, mã 40 200k. Rồi mai em điện cho chị nha chị đẹp. Mã 3 250. Nhẫn nam mã 3. Này như có một màu. Ba màu. Ba màu nè chị, màu đỏ, màu vàng, màu 350. Mã 3 250. Mã 3. Rất là đẹp. Luôn. Chị muốn xem gì nói đi em đưa cho coi. Chị Mai ơi, Mai điện em. Ok chị. Chị mấy chị muốn coi gì nói đi em đưa cho mấy chị coi. Cái này là nhẫn 300, mã 300. 300k luôn nè mấy chị. Nó có mấy màu luôn nè. Màu xanh. Màu đen. Nó có mấy màu luôn nè chị yêu. Nhiều lắm. Nhiều lắm đó chị. 300k. Cái này nó kêu đi xuống đâu. Cái này là nhẫn Mỹ nha mấy chị. 380 ngàn, nó có mấy màu là chị đẹp lắm. Là đẹp ghê không, nhẫn Mỹ là đẹp. 380 ngàn. Rất là đẹp luôn chị, nó có mấy màu luôn á. Màu đỏ luôn. Màu đỏ luôn. Đẹp luôn. Rất là đẹp luôn mấy chị. 380. Rất là đẹp luôn. Đẹp đẹp không à, đồ đẹp lắm. Nhẫn này là mã 41. 200. Mã 41 200 ngàn. Rất là đẹp luôn mấy chị. Mấy chị ơi, mấy chị à. Tụi nghiệp chị này bắt coi thì chỉ mà thua hết thương. Không còn ai coi. Nhỏ hay ta. Cái này là mã 2 250 nha chị, nhẫn con trâu. Mã 2 250 rất là đẹp không? Đẹp lắm. Đẹp ghê không? Rất là đẹp luôn á chị, 250. 250.
mã. Nhẫn mà sau này con đưa lắc. Phẩm có cô muốn coi. Nè lắc. Rất là đẹp. Cô Mai Mai to. Chị rất là đẹp luôn chị. Đây. Mấy cái này là 500. Thấy chưa, rất là đẹp luôn á. Mã 60 600. Cho còn đâu không? Này là mã mấy? Mã 60 600. Cái này là mã 60 600 ngàn nha mấy chị. Mình bỏ quá, để 31 cho bà chị là phụ em đó mấy chị. Nè mấy chị thấy không? Ok, rất là đẹp. Tại ông nói mốt để chị ấy phụ cho. Chị phụ em nói cho phụ em. Mã 001 350. Thôi bà đeo, bấm bà đeo gì trong nhà bà luôn. Mình tự nhiên luôn, tính đi tắm luôn á. Bà mệt quá vô ra dùm cho nó luôn á mấy chị. Mã 001 350. 350 nè mấy chị. Rất là đẹp. Nay mai đuối quá mấy chị ơi, thông cảm cho nên. Lên nói chuyện với bả vui vui chút đi mà. Bả nãy giờ đồ hôm nay. Lấy lắc 5 chỉ cho nhiều. Lắc 5 chỉ. Mình chỉ 450 được không? À, chị đó là bá chuyên môn đổi đồ quá mấy chị. Chị một á. Chị đổi đồ chị nghe máy suốt tối ngày luôn, không nghe ta. Quá nghe nhất luôn á. Dạ mấy chị, cái lắc 5-6 chỉ là 450. Đây cả nhà. 450. Nhẫn biết 250 nè chị. Chị Thúy Phượng. Nhẫn biết 250 mà đang đeo nè. Hết hàng luôn á. Chiếc này là nãy của chiếc khách mua rồi em lấy ra. 2 3 ngày có à, mai đang làm nhiều lắm. Có màu trà luôn. Đẹp quá. Nhẫn biết 250. Rồi. Cho coi xem dây khăn lập. Dạ, dây khăn lập mai đang đeo được không? Dây khăn lập mai đang đeo đẹp nè cả nhà. Dây khăn lập mai đang đeo đây cả nhà. Đặng đặt 2,5 cây màu triệu 250 mã 80. Mấy chị ơi, mấy chị thích lấy 5 tấc có cái rưỡi mà vừa đeo mấy chị. Nữ mình thì đeo khoảng 5 tấc là bằng cái cộng mai đang đeo ông Di Lạc nè, 6 tấc là cộng dài. Nữ mình đeo dài quá không đẹp, tại chị em mình còn đeo mặt nữa cả nhà. Dây khăn lập 900 đây. Dạ, em lấy cho mấy chị xem này. Cái nhẫn cẩm thạch vuông. Nhẫn cẩm thạch vuông. À, chị Mai to nhắn cấp thạch chuông là 350. Mã 350. Tất cả cỡ 5-6 chỉ cho được không chị Thúy Sang? Nhắn cấp thạch chuông là chị em. Chị Mai to 350, Mai có dòng luôn á. Đá cẩm thạch vuông. Cho xem nhẫn hộp 7 màu. Dạ, nhẫn hộp 7 màu Mai đang đeo là một nhẫn 520 phạm của bây giờ. Dạ. 520. Nhẫn lớn. Mai có nhẫn nhỏ hơn, nó có 350, giống chị nhỏ hơn luôn. Dạ, có giống nhỏ hơn. Đây. Mai có mặt dây chuyền luôn, mặt dây chuyền đeo chung với kiềng rất là đẹp. Mặt dây chuyền có 400 à. Mấy chị em muốn like mấy chị buồn phải không? Cái này đuối quá mấy chị. Mai mốt em mượn chị 11 like phụ em. Chứ không mình em cài không nổi mấy chị ơi. Quá được rồi. Sang lắm cả nhà. Cái mặt 400. Đẹp không? Dễ cưng lắm luôn. Đó. Rồi, đeo bộ được. Bớt cho mấy chị nha, mai có dòng 7 màu giống như cái nhẫn luôn. Chị em mình có lấy cái nhẫn mà hơi nhỏ hơn nè. Nhẫn bự hơn nè. Nhẫn bự nè. Nhẫn nhỏ 350 mã N3. Để mày coi mã cái nha. Nhiều quá mày nhắn rồi. N5 350. Còn nhẫn lớn thì 520. Hai mẫu đồng một kiểu một, cái lớn cái nhỏ cả nhà. Được. Cái mặt 400. Cho xem dây 7 màu.
Vậy đâu có về bảy màu, có bảy nhẫn bảy màu. Dạ, bé bèo, bánh bèo cho sáng thở, cảm ơn bánh bèo. Ba chữ tàu, mai chào ba chữ tàu. Nhẫn nữa hả? Con đang là nhẫn, như cô bột đang là nhẫn nam hả? Dạ. Rồi, nhẫn nam dòng. Đẹp mà màu xanh lá. Mai còn bách chiếc cả nhà ơi, màu xanh lá, màu đỏ. 350. Mã 0035. Màu đỏ, màu xanh lá, màu đen, xanh đen, bốn màu cả nhà, dòng giòn luôn. Dạ, lắc tay 5 chỉ thì khoảng 450. Mày nghĩ ha, tối nay mày nghĩ sớm lên chị nha. Dây thăng lập 900. Ok. Dây thăng lập 900 đây chị. Dây thăng lập 900 là chị Thiếu ơi. Nó nặng đặt khoảng 1 cây 3. Mày báo số nặng cho mấy chị em mình đeo đựng 11. Có bạn bè chị em thì hỏi mình đeo dây như vậy quá, mình trả lời cho dễ cả nhà. Ôi mai có 580, nhỏ xíu 580 này cả nhà. 600 700 800 900 dây thăng lập cộng mai đang đeo là 1.250.000, mai có 1.550.000, 1.9 2.4 2.7 có luôn, có 10 cây luôn, 10 cây 3.7 luôn. Mấy anh chị đặt dây bự, mới có dây bự rất là nhiều nha, bao nhiêu dây lắm. Rồi dây trái khế 600, dây trái khế 600 chốt cái nhẫn cẩm thạch luôn. Ok chị, ok chị Diệp Hồ Thị nè. Dạ, đá cẩm thạch kìa chị. Rồi mai tặng quà cho mấy chị mới quay phiếu nha. Mấy chị lấy dòng này đẹp nè cả nhà, dòng rồng có 750 dòng huyết luôn, đẹp cực kỳ đẹp luôn. Rồi mai tặng quà quay phiếu mấy chị nha, bữa nay mày nghỉ sớm bữa nha. Cho mấy cháu nó nghỉ sáng giờ, bé nhầm bé nó không được nghỉ trưa luôn, mấy chị nhầm bé mới ăn cơm luôn á. Bữa nay thì khách rất là đông luôn, cho đông như là trong Tết luôn, đông hơn trong Tết luôn. Em bán nhờ mấy chị thương, cảm ơn mấy chị, mấy anh, mấy em, mấy cháu, cả nhà mình lúc nào ủng hộ. Đeo đồng bên em cứ yên tâm, rửa xà bông rửa chanh, xong mình lấy cái khăn, mình chùi. Lấy cái khăn như này cả nhà, mình rửa xà bông xanh còn ướt mình chùi như này cả nhà. Chùi như này, đó, cho nó khô, cái dòng cũng vậy luôn cả nhà. Cái dòng cũng vậy luôn, mấy chị chùi như này. Cho nó bóng mấy anh, dây chuyền cũng vậy luôn, mình để trên cổ mình chùi luôn cả nhà, để dây cổ mình chùi luôn. Đó, cái mình kéo cộng dây mình chùi cộng dây nha. Kiền cũng vậy luôn, mình không mở ra, ví dụ mình không có thích mở ra thì mình để trên cổ mình vẫn chùi luôn, không có nào bay màu hết. Cứ rửa xà bông nhiều chừng nào đẹp chừng mấy cả nhà nha. Có đen có phai mai đền cho mấy chị, mai nói thiệt, mai bán năm nay 10 năm rồi, mai bán nhờ khách mối không à. Facebook em nó đang chặn em chỗ này cho mấy chị thấy đó, mấy chị biết liền nha. Nhưng mà lúc nào cũng nhờ mấy chị yêu thương, lúc nào cũng bán đất hết. Nó chặn em cả nào em cũng bán được cả nhà. Nó chặn đâu em cũng bán được hết. Ủa sao con làm gì kì? Mấy bé ngày nay nó lên nó mất làm cái Facebook này luôn. Rồi, mai quay phiếu mấy cả nhà mình nha. Làm quá chứ sao đừ á mấy chị. Hôm qua có hai bé mới vô, nghe điện thoại quá sợ nghỉ luôn mấy chị. Bữa trước nghỉ một đứa, bữa nay cũng được. Chị tên Hùng nghe điện thoại không sợ hỏi con ơi. Sao sợ? Con nghe điện thoại quá cô ơi. Nghe điện thoại quá sợ cô ơi. Nghe điện thoại sợ quá mấy chị. Em quay phiếu tặng quà mấy chị nha. Em tặng bộ như là quắc này cả nhà. Không tốn pin, tốn điện, tốn gì hết. Tự động quắc luôn. Vậy mấy chị mình mở ra nha. Trong cái hộp mới luôn. Rồi em tặng mấy chế mình thêm một cái sâu chuỗi này, vừa đeo đi niệm Phật được, vừa đeo làm trang sức được, vừa đeo đi đám cưới tiệc được luôn. Cái màu cực kỳ vip luôn. Ngọc trai ngang mấy chế nha. Rồi mai tặng thêm một lá bồ đề cho mấy chị em mình cho hên may mắn, để trong ốc lưng điện thoại nha cả nhà, để trong ốc tiền luôn nè, mai đang để nè đó. Đây cả nhà ơi, chị Phan Kim Cương, Phan Kim Cương chúc mấy chị ơi. Chụp hình lại giùm em, giùm tôi đi con, giúp mấy bạn chị ơi chụp hình. Phan Kim Cương ơi, mai chào Phan Kim Cương nha. Phan Kim Cương ông để lên cái đầu ổng quên mua Phật. Mấy chị ơi, mai có tặng kinh không đồng bao ship nha mấy chị, tối nay mai quên tặng 5 cuốn kinh không đồng bao ship. Mấy chị mình thích đọc mai tặng miễn phí 5 cuốn nha mấy chị nha. Không mua trang sức thích đọc kinh mai tặng miễn phí mấy chị, khỏi trả tiền shipper mai bao ship luôn. Mấy chị thấy em là mấy chị cứ thích đọc kinh tặng miễn phí, mấy chị lấy hai bộ cũng được luôn, một phần bộ là 5 cuốn. Mấy chị về tặng cho chị, cho mẹ, cho em, cho bạn gì cũng được nha. Đọc xong mình để kỹ kỹ, mình đừng có làm gách làm rớt, xé gách hay là mình đạp là mấy chị đợi nha. Mình để vô tủ xong mình kỹ lên, tại vì kinh là kinh của Phật, kinh chú đại bi và những cuốn kinh rất là hay luôn nha mấy chị nha. Tặng kinh không đồng miễn phí ship, mấy chị cộng số điện thoại giùm em. Không mua trang sức thích đọc mai tặng miễn phí, bỏ trả tiền shipper gì hết, mai bao luôn. Rồi mấy chị tặng kinh để số điện thoại giùm em, để chỉ nhà giùm em mấy chị nha.
Đây địa chỉ nhà giùm em luôn. Tại đơn em nhiều quá. Lily Phan ơi, chú mày cảm ơn em rất là nhiều. Khi nào có hàng chú mày gửi cho em nè. Mày cảm ơn em nha. Mấy răng nè, dễ thương nè, đứng đây nè. Cho đồ đẹp quá. Đứa nào cũng cho, thấy thương lắm luôn. Em nhờ những chị yêu thương mua đồ em, cứ cho đồ em, cho đồ mấy cháu, cho đồ ăn quá trời luôn. Còn một nhà đồ ăn ăn chưa hết, mày nói thiệt, lẽ mày bưng lên cho mấy chị coi chứ. Kẹo bánh là thôi đầy luôn. Dạ chị Mỹ Kim Úc ơi. Mỹ Kim Úc ơi, đẹp gái dễ thương quá. Rồi, Mỹ Kim Úc ơi. Đây Mỹ Kim Úc ơi đây. Chị nào mà có đang coi em mà có thấy đang trúng á, cho địa chỉ giùm em luôn. Cho số điện thoại, cho trúng quà cái em bấm ra cái em dán lên đây luôn. Khỏi mất công lộn, hồi nãy em like có chị nào trúng rồi trong năm tới giờ chưa gửi á. Tại nhiều quá mấy chị thông cảm giùm em. Chưa có gửi mấy chị cứ nhắn tin qua shop giùm em, điện thoại giùm shop em gửi hết mấy chị. Quà này là những cái quà tặng, mày không có bán đâu, mày nói thiệt. Đó, mày tặng cho ai mày cũng tặng hết mấy cái nhà mình ha. Rồi, tặng kinh ok chị Mỹ Hiền. Rồi con ghi chưa? Đó, tất cả là đơn hàng đó mấy chị, cô mượn cái. Nè, mấy chị có trúng quà bên đây shop em có ghi chân nè. Đó, chị A, chị B, chị C, trời trúng cái gì, trúng cái gì trong đây nè. Ngày mấy tháng mấy cháu ghi hết trơn ngày mấy chị thấy không? Đó, đâu đó kỹ lắm, bán tầm bậy mấy chị. Chơi game là cũng chị nữa. Rồi. Chị nào lấy chiếc nhẫn VIP 250 nha. Chiếc này mai mượn đó. Hết trơn không còn một chiếc nào luôn. Bây giờ mai sẽ gói hàng cho chị khách em nè. Rồi trả cái nhẫn VIP nè con. Con trả con là cái lắc 700. Lắc 700 nãy cô mượn hả? Cô mượn con. Chết nữa rồi. Con kiếm vô tự vừa giùm cô. Rồi mai tắt like mấy chị nha. Hôm nay mày chúc cả nhà ngủ ngon nha. Chào cả nhà, chúc cả nhà ngủ ngon. Mai gặp lại mấy chị mấy em. Mai chào cả nhà. Chào cả nhà.